Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Thì hơn tôi nói lại một lần nữa này, vì một số bạn vẫn chưa rõ này. Tức là năm nay chúng ta sẽ bắt đầu dạy cái phần bắt đầu học dạy cái phần Python từ lớp 10, và chúng ta cần cài cái gì? Thì theo tôi cái tối thiểu nhất là cần cài cái bản này, nó là cái nó gọi cho tôi gọi là cái bản Python lõi nhé. Thật ra cái bản này nó cũng cái bản này là cái bản nó có cả cái chức năng để mà ta soạn thảo lập trình. Thì nhưng tuy nhiên thì tôi thấy cái lập trình của nó là không thật hay, cho nên là tôi có đề nghị các giáo viên là nên tìm một cái phần mềm thứ hai để chúng ta dạy phần lập trình. Thì đây cái phần mềm tôi đề nghị là nó gọi là WinPersonal, là cái mà tôi thấy là hay và tôi khuyên là chúng ta nên dùng. Các bạn thì hoàn toàn có thể tìm phần mềm khác nhé, hoàn toàn được, không không sao cả, miễn là nó tương thích. Mà tôi thì đề nghị cả hai cái này. Thì bây giờ nói qua một chút về cái bản Python lõi này này. Thì nếu mà máy tính của chúng ta mà đây thì các bạn vào cái trang là python.org, chúng ta sẽ thấy ngay chúng ta cần phải cài như thế nào. Chúng ta vào cái trang là python.org và chúng ta vào cái phần download đó. Download nhé, thì ở đây này mặc định máy tính sẽ nhìn thấy ngay là chúng ta là việc chúng ta có Windows và máy tính đưa ra cái bản mới nhất là bản này. Vì ở đây cái bản trên trên tôi có là bản Python 3.10.6. Thì máy tính của chúng ta nếu mà cài Win 8, Windows 8, 9 trở lên ấy thì chúng ta cứ cài vô tư như bình thường. Nhưng máy tính nào mà cài Windows 7 trở xuống ấy thì những cái bản mới này nó không ăn. Thì chúng ta phải làm như nào? Chúng ta phải vào chữ Windows rồi này. Chúng ta vào chữ Windows đây thì máy tính nó sẽ liệt kê ra những cái bản mà nó hỗ trợ cho các cái Windows khác nhé. Thì các bạn cứ phải kéo xuống này. Khi nó ghi là nó ghi cái này là cannot be used on Windows 7 or earlier, thì như vậy là cái bản này là không cài được cho Windows 7. Và như vậy là càng không cài được cho bản cho cái Windows XP. Chúng ta sẽ kéo xuống nhé. Và chúng ta hay ví dụ như là tôi lấy ví dụ nhé. Đây là cái bản là 3.7.13, thì bản này nó viết là cannot be used on Windows XP. Suy ra là cái bản này là cài được cho Windows 7. Nhưng mà tuy nhiên đây nó không có cái bản nào cả nên nó là no file, như vậy không có cái bản nào cả. Nó ghi đây nhưng mà cái bản người ta xóa đi mất rồi. Và như vậy chúng ta sẽ phải kéo xuống để tìm cái bản nào mà nó hỗ trợ chúng ta. Các bạn chịu khó một chút, ta tìm xuống nhé, kéo xuống. Thì hôm trước tôi đã tìm cho các bạn một cái bản tôi không nhớ lắm là 8 mà đây là cái bản này là bản được đây này. Cái bản này là bản là 3.8.7. Thì nó bảo là không chạy được trên Windows XP. Vậy suy ra là cái bản này là cái bản cài được trên Windows 7 nhé. Và đây nó có download rồi, download cái bản 32 bit và 64 bit. Vậy như vậy suy ra là cái bản là 3.8.7 là sẽ cài được cho Windows 7. Còn nói chung Windows XP bây giờ người ta không không dùng nữa, nhưng rất là khó tìm cái bản Python mà chạy được ở trên Windows XP thì hầu như không, nhưng không còn nữa. Windows 7 là cái bản cuối cùng, là cái phải hệ điều hành Windows cuối cùng mà có thể cài được cái Python này. Được rồi, thì đó là chúng ta cài cái đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nhìn thấy được cái icon mà tôi nói lúc nãy, cái icon lõi của Python. Thì trên cái icon lõi đó cái bản này này khi chúng ta chạy nhé thì nó sẽ ra ná ná như thế này. Đó thì đây là cái máy máy của tôi là cài cái bản là 3.10.4 đấy. Thực chất ra hiện nay cái bản mới nhất là cái bản là 3.10.6 cơ, nhưng mà không sao, các thầy cô dùng bản nào cũng được, thế là 3 chấm mấy cũng được, 3.10, 3.9, 3.8, 3.7, 3.6 đều là dùng được hết, vì chúng ta chỉ dạy những tính năng cơ bản nhất của Python thôi, chúng ta không cài không 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 không, không cần những tính năng mới nhất. Đây là chúng ta dạy là phần cơ bản thôi mà, cho nên là cho nên không cần. Được rồi, thế bây giờ phần tiếp theo là như này nhé. Thì đây là cái bản mà tôi nói rồi, bản mà chúng ta sẽ dùng nó để dạy hàng ngày cho học sinh và dạy phần lớn thời gian ở trên lớp, tất cả lớp 10. Còn phần lập trình là phần soạn thảo lập trình. Thì trên cái bản này cũng có chức năng soạn thảo nhé. Mà ở trong sách giáo khoa, cả hai sách giáo khoa của bộ kết nối tri thức và cái bộ Ránh Diều đều ghi rằng chúng ta có thể lập trình ngay trên cái bản tương tác này. Thì chúng ta vào chức năng là File và New File thì chúng ta sẽ vào được cái màn hình để soạn thảo văn bản như bình thường. Đó. Đây gọi soạn thảo lập trình như bình thường. Đó.
Nhưng mà theo cái này chúng ta hoàn toàn dạy được ở trên cho học sinh nhé. Nhưng mà theo tôi thì nếu chúng ta dạy cho học sinh giỏi hoặc chúng ta muốn bài bản hơn thì chúng ta nên cài một cái phần mềm soạn thảo riêng. Thế thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ vào cái trang này, chúng ta sẽ vào cái trang là winware.com, để winware.com. Thì vào đây và chúng ta sẽ vào cái download này và chúng ta cài cái bản là Win Personal. Khi chúng ta cài cái này, chúng ta bấm vào đây nó sẽ tải về. Đấy, đây này, chúng ta nó là đây để tải về đây. Tải về đây là bản 32 bit, đây là bản 64 bit. Tất nhiên là máy của chúng ta là máy là ở đây hình như là yêu cầu là phải có cái Windows mới nhất thì phải, hình như Windows 8 trở lên thì phải. Không nhớ lắm đâu các bạn nhé. Rồi, thì khi chúng ta cài vào ấy, thì nó sẽ tạo ra cái biểu tượng như này. Đây, biểu tượng này. Đấy, thì theo tôi là chúng ta dùng hai cái này. Đấy, tôi vừa nói sơ qua cái cách mà chúng ta sẽ tải phần mềm và như vậy theo tôi là tối thiểu có cái là có cái này, còn mạnh hơn nữa chúng ta có cái này, cái này không có cũng không sao nhé, nhưng cái này là cái mà bắt buộc phải có để chúng ta sẽ dùng nó để dạy trong suốt cả cái năm lớp 10 này. Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu đi vào cái phần phần chính của hôm nay. Thì cái tư tưởng của tôi là gì, tôi đưa cái chương trình cấp tốc, tôi muốn là giới thiệu với các thầy cô cái nội dung chính là theo cái mạch chính của sách giáo khoa. Nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ ngoài cái phần mà tôi chốt lại đây là phần chính cần phải dạy cho học sinh cần chú ý, thì tôi sẽ nói thêm một chút những cái phần nâng cao một chút để các thầy cô nhìn thấy cái sự khác biệt, ví dụ sự khác biệt giữa Python và và Pascal nhé. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ mà các bạn có cần hình ảnh của tôi hay là không cần nhỉ, cần cần tôi bật lên hay không, hay là không cần, không cần tôi tắt đi nhé. Thì các bạn nhé, các bạn muốn hay lấy thấy hình ảnh của tôi nói thì cũng được, tôi bật lên cho các bạn xem, còn nếu không có thì tôi sẽ tắt đi để chúng ta đỡ phải phân tâm. Được rồi, thế bây giờ trước khi đi vào cái phần chính nhé, thì tôi xin cho các bạn xem slide này để chúng ta thấy nhé. Thì cái slide mà tôi muốn nói định nói cho chúng ta là trong 12 buổi đó thì tôi sẽ định nói chung cho toàn bộ cả cả hai cuốn sách chứ không phải chỉ nói riêng cho phần nói tri thức đâu. Thì trên mình của các bạn đây là trên mình của chúng ta đây là cái mục lục của cái phần Python của kết nối tri thức gồm có là 17 bài. Đấy, nhìn rõ đây, có 17 bài. Trong đó những cái bài mà màu xanh là 67 là cái bài mà hoàn toàn thực hành. Còn tất cả các bài khác đều là vừa lý thuyết vừa thực hành. Đây là cách viết của bên cái nội tri thức, là trong hai tiết như vậy chúng ta có một tiết lý thuyết và một tiết thực hành. Riêng các bài màu đỏ là bài 8, 10, 12, 13 là những bài mà có một lý thuyết và hai thực hành. Thì đây là cách mà chúng tôi bố trí bài như vậy. Thì nói chung là những cái bài của bên cái nội tri thức ấy, sách giáo khoa cái nội tri thức ấy, là đều là một lý thuyết và một thực hành, trừ ra một số khác biệt khác thôi. Cái bài 15 là cái bài giữa bài 15 là bài là thuần túy là hai lý thuyết. Còn lại nói chung là một lý thuyết và một thực hành. Thì đó là cái đây là cái mục lục của cuốn sách kết nối tri thức. Thì tôi muốn là khi các bạn khi tôi nói xong khi tôi trình bày xong cái cuốn cái 12 bài này thì chúng ta sẽ nhìn lại cái phần này cho thấy rất là dễ dàng và chúng ta sẵn sàng có thể dạy được. Thì đó là cái phần của kết nối tri thức. Còn cái cuốn sách thứ hai là cuốn sách của cánh diều. Thì nó được chia là 18 bài và bên các điều thì họ mô tả như này, họ cơ tả mô tả là cứ lý thuyết toàn bộ và thực hành toàn bộ. Những cái bài nào màu xanh là cái bài thực hành toàn bộ là hai tiết, còn cái bài màu đen là cái bài mà lý thuyết toàn bộ. Thì như vậy nó là tùy cách sách viết thôi, còn về nội dung chương trình là hai bên đều hai cuốn sách đều tuân thủ chính xác cái chương trình mà bộ đặt ra. Thì ở đây tôi có cái một cái slide nữa để chúng ta hình dung. Thì đây chính là tôi đã chốt lại toàn bộ các cái chủ đề chính của phần lập trình Python 10 theo cái bộ sách kia và so sánh với cái chương trình gốc. Thì toàn bộ nó chỉ có 6 cái chủ đề chính thôi. Chủ đề 1 là giới thiệu chung về lập trình Python, trong đó có giới thiệu cái môi trường tương tác này, cái môi trường lập trình này, rồi nói về khái niệm là biến này, lệnh gán này, và từ khóa này và các kiểu dữ liệu cơ bản, các lệnh vào ra đơn giản. Thì đó là cái phần chung, là cái phần một đó. Thứ hai là cái chủ đề thứ hai là các lệnh điều khiển chính của Python
giống như là mọi một lập trình khác là lệnh if, lệnh for, lệnh while. Đấy, rất đơn giản. Cái nhóm cái chủ đề thứ ba là liên quan đến kiểu dữ liệu danh sách, kiểu dữ liệu list, thì chúng ta có thể gọi là danh sách cũng được, là mảng cũng được, là dãy cũng được. Thì phần này là theo tôi là khó. Theo tôi phần này là khó và có nhiều cái khác biệt nhiều so với Pascal. Còn hai phần trên, phần chung của lập trình Python và các lệnh điều khiển của Python thì cũng khác, nhưng mà khác rất ít và hầu hết là nó trùng lặp với Pascal và C. Cái thứ tư là chủ đề thứ tư là chủ đề về sâu ký tự, về sâu. Thì chủ đề này theo tôi cũng là cái sự khác biệt, mặc dù là nó giống về mặt tư tưởng, ý nghĩa của cái chủ đề này là giống hệt như là của Pascal, tuy nhiên là nó khác biệt khá lớn. Thì hai cái chủ đề là chủ đề ba là danh sách, chủ đề bốn là sâu, là theo tôi là cái chủ đề, hai chủ đề tương đối khó hơn cả. Thì tôi sẽ dừng lại một chút, tôi bạn khi mà dạy tôi sẽ dừng lại sâu hơn ở hai chủ đề này. Vì sao nó khó? Bởi vì nó khác biệt nhiều hơn cả so với Pascal, so với những chủ đề khác. Chủ đề thứ năm là hàm chương trình con. Chủ đề này là chủ đề là cái phần dạy trong sách giáo khoa thì nó rất đơn giản và giống như là Pascal và C. Tuy nhiên cái chủ đề này, cái kiến thức về hàm chương trình con của Python nó vô cùng phức tạp, nó rất là sâu. Cho nên là khi mà tôi nói về cái này, tôi sẽ cũng cố gắng sẽ nhấn mạnh một chút cái sự khác biệt. Và tôi sẽ nói thêm một chút nữa, hơi sâu hơn một chút về cái phần này. Để khi chúng ta dạy cái phần này, thì chúng ta thấy là nó rất là đơn giản. Và cuối cùng, chủ đề cùng là chủ đề kiểm thử và gỡ lỗi chương trình. Thì đây là cái chủ đề mà theo tôi thì là phụ. Vì sao? Vì chúng ta rất là khó dạy trong một vài tiết để có thể dạy được sâu sắc về cái này. Cái này là cái dành cho những người làm ai muốn thành thạo, phải là người lập trình chuyên nghiệp, là những chuyên gia. Với học sinh phổ thông thì chỉ cần dạy cho học sinh là biết thế nào là kiểm thử, thế nào là gỡ lỗi và một vài ví dụ đơn giản thôi. Thì theo tôi cái phần 6 này thì theo tôi thì là phụ. Còn lại từ 1 đến 5 là những chủ đề rất là cơ bản. Như vậy là khi chúng ta luôn luôn là quan sát vào cái vào 5 kia và 6 cái chủ đề này nhé. Vậy thì đến cuối, buổi cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau xem lại và các bạn sẽ thấy như vậy mình đã nắm được rất là nhiều. Cô tôi nói luôn một chút nhé, là thật ra thì Python là một lập trình bậc cao, nó giống như là Pascal và C thôi. Cho nên ai mà dạy thành thạo Pascal và C chuyển sang cái này rất là dễ. Cho nên là chúng ta không lo về nguyên tắc, tất cả các bạn đều đã thành thạo Pascal rồi. Các bạn đều đã dạy Pascal rất là nhiều rồi. Cho nên tôi nghĩ là các bạn sẽ không khó chuyển sang cái này. Trường hợp mà cuối cùng mà xấu nhất thì chúng ta cứ bệ sách giáo khoa, chúng ta dạy đúng theo sách giáo khoa là được. Hiện nay sách giáo khoa của chúng ta được thiết kế mới là gì, là dạy là được mô tả theo đường từng hoạt động. Chúng ta có thể mở sách giáo khoa, chúng ta mô tả hoạt động 1, hoạt động 2, hoạt động 3 cho từng bài học một, rất đơn giản. Và các bạn cứ theo đúng cái trình tự của sách giáo khoa chúng ta dạy là không sao, là ngon lành luôn. Nhưng mà tôi muốn là hơn một chút, các bạn phải có cái tầm cao một chút để chúng ta nhìn, thì khi dạy học sinh chúng ta sẽ cảm thấy là cảm thấy nó dễ dạy hơn và dạy chúng ta nó sâu hơn. Đó, thì đó là cái tôi nói tổng thể một chút trước khi chúng ta vào cái phần chính nhé. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên, tôi dự kiến là chương trình của chúng ta sẽ như này. Thì đây là dự kiến của tôi là trong trong 12 buổi là chúng ta, đây là dự kiến 12 cái buổi của chúng ta đây. Thì trong 12 buổi này là 11 buổi đầu tiên là hoàn toàn theo đúng cái chương trình của sách giáo khoa. Và tất nhiên là tôi có nói sẽ nói một số những cái điểm mà sâu hơn một chút, khác biệt hơn so với Pascal. Nhưng mà riêng cái bài 12 thì tôi xin phép được cái bài cuối cùng ấy là tôi sẽ trình bày thêm về kiểu dữ liệu tập hợp và từ điển. Thì đây là tôi sẽ nói nhanh về cái kiểu dữ liệu này, mà nó kỹ thì rất là khó, tôi sẽ nói rất nhanh lướt qua và để chúng ta hiểu rằng nó có cái kiểu dữ liệu như vậy đấy, và chúng ta có thể dùng nó để giải quyết các bài tập. Và tôi sẽ minh họa một số bài tập. Tôi nói luôn nhé, là trong suốt của chúng ta là chúng ta học là trong một tháng trời mỗi một tuần là 3 buổi, thì các thầy cô là cố gắng là theo dự đầy đủ, đừng nên bỏ, nhất là không nên bỏ, tức là không nên nghỉ. Nếu mà chúng ta mà chẳng may mà phải nghỉ thì chúng ta vẫn có thể xem lại các video tôi quay hết lại nhé. Một điều nữa này, tức là từ nay cho đến trong suốt tháng 8 này thì không phải tôi là riêng với lớp chúng ta đâu, mà hiện nay tôi đang
Tôi có riêng là một cái nhóm Facebook là hơn 3.000 giáo viên và ba nhóm Zalo, mỗi nhóm là 1.000 rồi. Cho nên là tôi sẽ vẫn cứ thường xuyên là tôi sẽ mở những cái buổi tập huấn ngắn, mỗi buổi như vậy chỉ 1 2 tiếng, 2 tiếng thôi. Thì nếu mà các bạn có thể các bạn nên tham gia nhé. Thì tham gia chứ không phải tôi chỉ lớp ta tôi dạy là tôi mở lớp riêng rồi mà tôi thu phí, thì đã thu phí chúng ta tôi phải làm nghiêm chỉnh, nhưng mà riêng lớp chúng ta thì dạy buổi tối 2 3 2 3 3 5 7, còn ban ngày có thời gian thì tôi sẽ cố gắng là mỗi tuần là tôi mở một cái lớp, mở một cái buổi ngắn gọn để trình bày một số kiến thức liên quan đến Python thì chúng ta vẫn có thể nghe được nhé. Được rồi, như vậy tôi vừa mới nói tổng quan. Và bây giờ tôi cho chúng ta sang cái bài đầu tiên của hôm nay là cái bài làm quen với Python. Thì đây là cái phần mà tôi nói rất nhiều lần, cái phần này tôi nói rất nhiều lần trong tất cả các buổi tập huấn của chúng ta. Trong với giáo viên, mà hôm nay tôi xin nhắc lại một lần nữa và chúng ta có cái hình dung nhé. Như vậy là chúng ta làm quen với cái môi trường lập trình Python, và đây là cái giao diện, gọi là giao diện của cái phần lõi của Python. Được gọi là môi trường tương tác. Thì Python là một cái ngôn ngữ lập trình mà đặc biệt nhất, đặc biệt là ngôn ngữ lập trình nó là cái môi trường, nó có hai cái môi trường làm việc là môi trường tương tác và môi trường lập trình. Nó khác với Pascal và C. Pascal và C chỉ có một môi trường lập trình thôi, còn thằng này nó có môi trường, đây là môi trường tương tác. Còn môi trường lập trình thì nó giống như là Pascal và C, chúng ta đã biết rồi, nó có thường lệnh, lệnh một và ta dịch và ta chạy. Còn đây là môi trường tương tác, và chúng ta sẽ dạy học sinh trên cái môi trường tương tác này. Và đặc điểm của môi trường tương tác được gọi là Python Shell, thì chúng ta nhìn thấy là ba cái mũi tên, ba cái dấu lớn hơn, đó chính là dấu nhắc của Python. Và ở đó chúng ta sẽ gõ lệnh, ví dụ chúng ta gõ lệnh lệnh gán, lệnh gì gọi lệnh gán như này, đây là một lệnh gán. Chúng ta gõ một cái lệnh, chúng ta gõ một phép toán, ví dụ như là 19 đúng không? Trừ đi 19 là với 9 chẳng hạn, thì là phép cộng. Còn phép trừ 16 trừ đi 9 là một lần phép trừ phép nhân, 45 nhân với 13 là phép nhân, phép lũy thừa 34 nhân với 5 là lũy thừa. Phép chia 4 trừ 9 là phép chia, phép chia nguyên là như là 17 chia cho 4, đây là phép chia nguyên. Và phép lấy số dư 17 này nhé, đây là số dư. Như vậy những phép toán như là từ nhân chia chia thực, rồi là chia nguyên, rồi là lấy số mũ, lấy số phép dư, đây là những phép toán làm việc với cả số số nguyên và số thực. Cái này chúng ta chỉ làm một lần là chúng ta sẽ thấy dễ hiểu. Được rồi, bây giờ tôi sẽ trong khi dạy tôi vẫn thỉnh thoảng tôi quay lại cái bảng và tôi sẽ viết lên cái bảng một số ý chính thì các bạn chú ý nhé. Thì các bạn có thể cái bảng này thì chúng ta có thể viết theo theo tôi, thì chúng ta có thể dùng bút chúng ta ghi chép lại. Thì như vậy là cái Python là như này, tôi có một cái mô tả như này cho ta hình dung nhé. Như vậy là cái Python đặc biệt của Python nhé, là nó có hai cái chế độ, để tôi ghi là cho dễ, hai chế độ. Một chế độ là chế độ là tương tác nhé, tương tác, và hai là chế độ lập trình. Đây là cái sự khác biệt rất lớn của Python so với Pascal và C. Lập trình chúng ta quen rồi, lập trình là chúng ta sẽ soạn thảo một cái tệp chương trình, tiếp đó nó có đuôi là py, và sau đó chúng ta sẽ dịch và chạy, dịch sau đó là chạy, giống như là Pascal và C. Tuy nhiên có một sự khác biệt rất lớn của lập trình của Python so với Pascal và C là Pascal và C là chương trình biên dịch, còn cái anh này là chương trình là thông dịch. Để chúng ta cái này nó cho một câu trong sách giáo khoa, chúng ta chú ý cái này. Đấy, thì là cái chương trình thông dịch. Nhưng mà thông dịch tức là cái gì? Là nó là chạy từng lệnh một từ đầu đến cuối. Một chương trình chúng ta có n lệnh thì trên dưới, còn lệnh nó thực hiện lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3, lệnh n là kết thúc. Nó chạy mặc dù chúng ta có thể viết sai lệnh số 2, nó vẫn chạy lệnh 1. Nó chạy tới đâu là nó kiểm tra lỗi tới đó và nó dịch, nó chạy đến tới đó. Thì đó cái đó nó là thông dịch.
Cái này nó khác với cái, chúng ta chú ý là khác biệt với cái khái niệm là biên dịch của Pascal là C nhé. Với thông dịch thì là dịch và chạy từng lệnh nhé. Chạy từng lệnh. Đấy. Còn đối với biên dịch là như sau, là nó sẽ là bước một là dịch toàn bộ dịch ra mã máy trước, dịch toàn bộ chương trình ra mã máy, và sau đó là bước thứ hai mới là chạy phái dịch, chạy tệp. Đó là biên dịch. Còn cái thông dịch này thì nó không khái niệm phái dịch, các bạn thấy ở Python là rất là khó tạo ra phái dịch, chạy luôn, chạy thẳng ở chương trình luôn đấy. Như vậy thì hai cái nó có đặc điểm khác nhau, nhưng cái này học sinh cũng không cần biết kỹ, chỉ cần biết như vậy thôi. Như vậy là thật ra cái khái niệm thông dịch và biên dịch chỉ cần nói vài câu cho học sinh biết thôi, chứ không cần nói kỹ là làm gì cả. Học sinh có hỏi thêm chúng ta mới 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 mới, mới, mới trả lời, còn chúng ta cứ dạy theo đúng cái câu sách giáo khoa chỉ có một câu thôi, nói một câu về cái này. Vì là học sinh bây giờ học sinh chạy, học sinh học Python, học sinh không cần biết Pascal và không cần biết C, cho nên là hiểu như vậy, chỉ hiểu nôm na là dịch chạy là chạy theo chủng lệnh một. Rồi thì cái tương tác này, thì tương tác này chúng ta chú ý là thì tương tác thì cái môi trường tương tác thì người ta gọi nó là Python shell nha, cái chữ này shell. Còn có cái dấu nhắc như thế này. Đây chính là cái dấu nhắc. Dấu nhắc của Python rất quan trọng. Và đây chữ gì? Chế độ tương tác là chế độ là gõ gõ và chạy từng lệnh một, chạy từng lệnh một, được chưa? Đấy, nhưng bạn chú ý như vậy là cái chế độ lập trình của Python là dịch và chạy từng lệnh, còn tương tác là gõ và chạy từng lệnh trên màn hình. Như vậy hai chế độ này là thân hai cái này nó có rất là liên quan đến nhau. Khi mà chúng ta viết chương trình ấy thì chúng ta dạy và chạy từng lệnh một thì nó tương đương là chúng ta là gõ từng lệnh một ở trên màn hình tương tác. Như vậy là nếu mà một chương trình chung của Python mà có n lệnh chạy cùng một lúc ta chạy nó, thì nó tương đương là chúng ta gõ n lệnh đó ở trên màn hình tương tác. Như vậy là hai cái thì là nó có liên quan đến nhau đó, thì đó tôi nói này cho chúng ta hình dung nhé. À, như vậy thì đây là chúng ta đa số cái thời gian là chúng ta dạy học sinh là chúng ta dạy các lệnh lệnh là chúng ta dạy chạy chạy trên dạy trên cái môi trường tương tác này. Đấy. Tôi nhắc lại là chúng ta tôi nói rất nhiều trong các cuộc tập huấn ấy, là chính cái môi trường tương tác này nó giúp cho chúng ta dạy Python dễ hơn rất nhiều lần so với dạy Pascal ngày xưa. Hy vọng rằng là với cái cách dạy mới này, chúng ta sẽ luôn luôn là bật cái màn hình tương tác lên và gõ và cho học sinh cùng làm theo. Vì học sinh có quyền được cài cái môi trường Python trên cái điện thoại di động. Chúng ta có thể bằng mạng chúng ta cho học sinh xem cái Pdroid chẳng hạn, hay trên iOS cũng có nhé. Và cho học sinh là khi ở trên giáo viên là gõ gõ lệnh trên môi trường tương tác thì ở dưới là học sinh cũng gõ lệnh theo. À, như vậy thì hy vọng rằng là cái việc dạy Python nó rất dễ dàng đối với học sinh, chứ không phải như ngày xưa. Ngày xưa là chúng ta dạy Pascal là học sinh nó rất là khó hiểu vì phần lớn là dạy chay. Được rồi, thì bây giờ chúng ta quay lại cái này nhé. Đấy, như vậy tôi vừa nói sơ qua là cái giao diện là một này, rồi giới thiệu cái môi trường tương tác rất quan trọng, môi trường tương tác. Và cái môi trường tương tác là môi trường gì? Là môi trường mà chúng ta gõ lệnh sau dấu nhắc của Python, mà dấu nhắc là ba cái dấu lớn hơn kia, và gõ một lệnh Enter hiện một lệnh. Như vậy môi trường tương tác là môi trường chúng ta gõ từng lệnh hiện từng lệnh một, rất đơn giản. Ví dụ như là lệnh là x gì bằng 10, đây là lệnh gắn. Và gọi là y bằng 20 thì đó là một lệnh. Rồi gọi lệnh là z bằng x cộng y làm là lại là một lệnh gắn. Rồi, thế bây giờ quay lại cái lệnh này. Như vậy là cái lệnh gắn của trong Python là hoàn toàn đơn giản. Ta gõ cái tên biến sau dấu bằng và giá trị ở bên phải. Như vậy là ngay từ đầu khi mô tả lệnh gán là chúng ta thấy chúng ta mô tả như vậy, lệnh gán lệnh rất dễ hiểu. Chúng ta thiết lập cái tên biến ở bên trái, dấu bằng và giá trị ở bên phải. Tất nhiên
chúng ta không cần nói cho học sinh biết đâu, là không cần nói rằng là không cần khai báo trước, vì học sinh là không không biết gì cả, chứ không cần nói là à cái này nó khác với Pascal đấy các em ạ, à, Pascal phải khai báo trước, còn cái này không phải khai báo trước. Theo tôi là không cần nói cái đó, cái đó chúng ta tự biết thôi, tự biết với nhau thôi nhé. Chúng ta đã quá quen với Pascal, quá quen với C, cho nên chúng ta biết là à trong Pascal và C phải khai báo trước như vậy, còn ở đây thì không. Nhưng mà chúng ta không cần nói cho học sinh biết điều đó, là học sinh làm nó lại cần đến phải nhớ thêm cái chuyện đó. Chúng ta nói luôn đây chính là lệnh gán, mà chúng ta nói luôn một tí như vậy là khi mà tôi gán thì khi gán xong thì x xỉn mới được, nó mới được biết là kiểu như nào. Chúng ta nói luôn cái lệnh là cái lệnh mà học sinh cần biết lệnh kiểu của nó x bằng 10 time lệnh x enter thì nó ra được cái kiểu dữ liệu của x xỉn đó. Như vậy là tại thời điểm gán đây, x chỉ bằng 10 đây, thì sau đó tại x gì thì nó sẽ ra x chỉ là kiểu dữ liệu, là kiểu in, là kiểu gì, là kiểu số nguyên. Đó, chúng ta nhé. Bây giờ tôi gọi tiếp này, x chỉ bằng 12.89 enter, và time x nó ra kiểu là kiểu số cực. Đó. Như vậy chúng ta ở đây chính chỗ này chúng ta cũng phải nói cho học sinh biết rồi, là như vậy là Python là cái lập trình mà sau khi gán thì biến mới được xác định kiểu, còn trước khi gán thì không cần xác định kiểu cho biến, chứ không cần nói câu là không cần khai báo. À, như vậy đó là kiểu dữ liệu của biến của cái tên biến được xác định sau lệnh gán. Đấy, chỉ cần nói như vậy thôi, khi học sinh nó quen cái này rồi thì nó thích, nhưng mà nó không cần một chú ý là cần phải khai báo trước. Học sinh nó rất quen và nó quen cái này rồi. Thậm chí khi học sinh mà quen này rồi quay lại học sinh có thể học thêm một ngữ khác, học thêm ngữ C hay là Pascal, học sinh thấy rất là khó chịu, C là cứ phải khai báo trước, thấy rất là khó chịu. Trong cái đó thì cái này là không cần khai báo, rất là hay, nó rất là hợp lý. Đó, bây giờ tôi sẽ như vậy là chúng ta ở đây khi mà nói trong sách khoa ghi rõ các bạn sẽ dạy đầu đầu tiên là lệnh gán này, xong mô tả cái ý là gì, là cái kiểu dữ liệu chỉ được xác định sau sau khi gán nhé. Rồi, và sau đó chúng ta dùng mô tả lệnh type cho học sinh, và chúng ta sẽ học sinh sẽ biết được là những kiểu dữ liệu cơ bản là gì. Bây giờ tôi viết là x bằng mở nháy không Hà Nội, và chúng ta time x thì nó ra là kiểu số ký tự, kiểu str. Như vậy là kiểu dữ liệu in, dữ liệu là float, và kiểu dữ liệu Excel là những kiểu dữ liệu cơ bản. Là số nguyên nhé, số thực và sâu. Thì cái này chúng ta, những cái này là cái mà trong sách giáo khoa cũng nói ngay từ bài đầu tiên, mà chúng ta nhớ như vậy chúng ta sẽ để cho học sinh. Rồi tiếp theo là sau khi mà phần này chúng ta chú ý là như này, là chúng ta sẽ nói cho học sinh biết, và trong sách tùy theo sách giáo khoa chúng ta sẽ mô tả trong sách là cách cách tạo tiền biến, được chưa? Đấy, thì cái tên biến ở trong đây, cái cách tạo tên biến là như thế này, thì đây tôi mô tả nhé. Thì yêu cầu của tên biến là như thế này, là phân biệt chữ hoa chữ thường chỉ được phép chứa chữ cái, chữ anh, chữ số và kiểu gạch dưới, là bắt đầu bằng chữ hoặc hoặc ký tự gạch dưới. Và một ý nữa là không được dùng từ khóa để đặt cho tên biến. Đây là những yêu cầu của tên biến, chúng ta chú ý cái này rất đơn giản. Chúng ta trong sách giáo khoa để có các cái khung là chúng ta cho học sinh đọc, học sinh sẽ hiểu ngay cái này. Chúng ta cho một vài ví dụ nữa để cho học sinh hiểu. Ví dụ chúng ta ghi là a b c a b 1 như thế này là bằng 10 thì hoàn toàn là không sao hết nhé. Hoặc là gạch dưới như thế này, a b dưới như thế này bằng 100 là không sao hết. Nhưng mà là 1 a b thì bị lỗi ngay. 1 a b cái này là lỗi ngay, vì là tên biến là không bắt đầu bằng số. Còn chúng ta chú ý là chữ a hoa khác và a thường là khác nhé, a thường là khác, hoa là khác, a thường là khác. Tất cả chúng ta đều gõ trên màn hình tương tác, cái này học sinh sẽ hiểu ngay lập tức, không không có gì là khó cả. Được rồi, thì ở ở tới đây thì ở phần đầu của cái phần đầu của rất đơn giản, cái phần đầu tiên này, thì cái phần mà tôi nói nãy là vừa xong cái bài đầu tiên đấy nhé. Và nói tiếp sang một lệnh nữa là lệnh print. Thì lệnh print là cái lệnh
đáng nhẽ ra là nó nằm trong cái bài số 2 là bài vào ra đây, là có lệnh vào ra, nhưng mà thông thường ở ngay bài đầu tiên là có cái lệnh này rồi. Vì sao? Là vì là thông thường cái bài học đầu tiên của học lập trình là có ngay một cái bài là có ngay một cái bài là in ra màn hình chữ xin chào bạn, thì dùng lệnh print để mà lệnh print sẽ nói được ở đây luôn nhé. Ví dụ tôi viết là name, name là tên của chúng ta này, name bằng như thế này, sau đó thì chúng ta sẽ viết là print 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 là name phải là xin chào ông nhảy phải name. Chú ý là khi gõ chữ xin chào ở đây thì sau xin chào này không có dấu cách nhé, không có dấu cách. Thì cái này là cái mà nó, nếu chúng ta mà hay quen với Pascal thì là hay để dấu cách ở đây, nhưng mà đây là dễ hay là lệnh print thì phần mềm đã đặt sẵn dấu cách giữa hai cái biến rồi. Về tổng quát, lệnh print là cái lệnh mà chúng ta in ra nhiều giá trị cùng một lúc, như đây in ra là một này, hai này, name này, in ra là gì, in ra là a, in ra nhiều, in ra giá trị cùng một lúc nhé. Một này, hai là name là Hà này, x là Hà Nội này, chữ a là một đây, in ra như giá trị trên một hàng ngang như thế này. Đó. Được chưa? Đấy, nhưng mà chúng ta lệnh print là lệnh in ra, in in nhiều dữ liệu ra màn hình. Chúng ta chú ý khi chúng ta về chúng ta chú ý khi chúng ta có lệnh print này, chúng ta cũng mở ngoặc, là máy hiện ra một cái dòng chữ nhỏ phía dưới, đây chính là cái cú pháp của lệnh lệnh print. Đấy, thế chúng ta cần thêm cho sinh viên, đây là cái cú pháp của lệnh print, chúng ta gọi cái lệnh thôi. Vậy lệnh cú pháp của nó là print, sẽ là value 1, value 2, value n. Ngoài ra còn có rất nhiều cái tham số nữa ở đây thì chúng ta cái này phải chúng ta sẽ học sau, phần nâng cao một chút. Nhưng mà cái phần này là phần giáo viên cũng nên biết một chút để nếu học sinh nó hỏi thì chúng ta có thể trả lời được. Nhưng đó là phần sau nhé, tôi sẽ nói sau. Nhưng bây giờ để chúng ta chú ý như vậy, đó là lệnh print nhé. Rồi thế thì liên quan cái từ khóa của Python thì là đây, thì đây là cái từ khóa của Python. Chỉ nó có lệnh mà chúng ta cần nói cho học sinh biết, học sinh cũng sẽ biết những lệnh như lệnh if này, lệnh while này, if này, lệnh for này, lệnh for là lệnh lập này, lệnh while này. Ngoài ra có lệnh là for, none và true. Đây là đây tôi nói thêm nhé. Ở đây tất cả các từ khóa đều là viết chữ in thường hết, riêng ba cái từ khóa là font, none và true là viết chữ in hoa đầu. Thì tôi nói thêm là chữ font và true là hai cái giá trị của cái kiểu dữ liệu bool, thì vào ngay bây giờ kiểu dữ liệu bool, dữ liệu logic tương đương với là boolean của Pascal. Còn none là cái là một cái dạng, none là một cái giá trị của một kiểu dữ liệu ở trong, vẫn là một giá trị của một kiểu dữ liệu ở trong Python, nhưng mà chúng ta không không học đến cái đó, là cái mà sang năm mới học đến, mà học rất ít thôi. Nói chung là toàn bộ cái chương trình tin học của chúng ta là không học đến. Nhưng mà tuy nhiên khi mà học sinh mà đến ra lớp 11, 12 mà học thuật toán ấy thì dùng rất nhiều đến năng, rất quan trọng. Nó giống như là cái khăn cái từ khóa năng, nó là ý nghĩa của nó giống như là cái từ nin ở trong Pascal hay từ nun ở trong C. Đó là chỉ cái khái niệm là không không là gì cả, là rỗng, thế là nó gọi là năn. Nhưng mà đây chính là các cái từ khóa nhé. Thì nhắc lại rồi là chúng ta cố gắng là học 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 Python và cố gắng là hiểu được càng nhiều càng tốt các cái từ khóa này. Nếu mà bạn giáo viên nào mà bây giờ nhìn vào cái bảng từ khóa này mà hiểu hết tất cả các từ ý nghĩa là cái gì thì chúng ta vào loại là khá thạo rồi đấy. Khá thạo. Rồi thì đó là cái phần về liên quan đến từ khóa đúng không? Đấy. Thế bây giờ tôi nói sang cái phần tiếp theo nhé. Tôi sẽ tùy hứng, chỗ nào cần đứng lại, chỗ nào cần đi tiếp thì tôi sẽ làm, và tôi sẽ không phụ thuộc vào các bài cụ thể mà tôi đã vạch ra từ đầu. Đấy. Được chưa? Như vậy là cái kiểu dữ liệu và chúng ta cơ bản nhất mà chúng ta thấy là kiểu dữ liệu là in, dữ liệu là kiểu dữ liệu là in là kiểu dữ liệu là nguyên nhé. Tiếp theo là kiểu dữ liệu là float, là kiểu dữ liệu và kiểu dữ liệu là str. Bên nói thêm về str tôi nói luôn. Khi mà chúng ta mô tả được sâu ấy,
Nói thêm một chút này. Với Python, chúng ta có thể nói ngay từ những bài đầu về dữ liệu sâu. Mặc dù là sau đó ở đằng sau thì có hẳn hẳn hai bài trong sách khoa, còn hai bài sâu hơn về sâu. Nhưng mà ngay từ đầu đã nói về sâu rồi, vì nó là sâu, nó thuộc là nhóm các dữ liệu cơ bản rất dễ hiểu, nó ngay cho học sinh biết thì nó hay hơn. Thông thường từ trước nay các cái sách giáo khoa mà viết về ngôn lập trình ấy thì thường họ họ không muốn nói cái khái niệm sâu ngay từ đầu, họ chỉ nói số thôi và bỏ qua sâu. Đấy, nhưng mà tôi thì cái sách giáo khoa, cái đồ chính thức mà cái đồ chính thức của tôi viết ấy, thì tôi đã đưa ngay khái niệm sâu ngay từ đầu, vì sâu là một cái kiểu dữ liệu là đơn giản. Dữ liệu đơn mà đơn giản và dễ hiểu. Tất nhiên mà khi ta đi sâu vào các cái phương thức thì nó khó, nhưng mà về tổng thể là dễ hiểu. Thì như này nhé, sâu đây. Đây bây giờ sâu nhé, bây giờ tôi này, tôi viết là chữ là tôi viết chữ Hà như này nhé, Hà Nội như này nhé, là sâu. Thì có thể có lệnh sau này là lệnh S gì? Sâu cho phép và chúng ta nối hay sâu bằng với phép cộng. Đây sâu đi. Sâu Việt Nam. Nhà cộng là phép nối sâu. Này dễ hiểu, hai sâu nối nhau rất đơn giản. Tiếp theo là có cái phép nhân. Nhân với nhân 5 chẳng hạn, thì cái phép nhân mình số nguyên thì S nhân 5 tức là cộng cộng 5 5 lần, S cộng S cộng S 5 lần. Thì S nhân 5 chỉ là 5 lần cái số S nối lại với nhau. Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội. Vậy là cái như vậy với sâu là có cái khái niệm là cộng sâu và nhân với một số số nguyên, rất dễ hiểu. Cái này là ai cũng hiểu cả. Thì như vậy là trong tất cả các cái sách của nước ngoài họ viết về 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 họ viết về 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 Python thì họ đứng ngay sâu vào cái bài đầu tiên, mà chỗ này học sinh hoàn toàn học được, hiểu được, không cần đi sâu vào, không cần học sâu quá bên trong. Học sinh ngay từ bài tiên đầu tiên đã hiểu về về dữ liệu, về dữ liệu nguyên là gì, kiểu dữ liệu là số thực là gì, kiểu dữ liệu sâu là gì, học sinh là biết rõ. Được chưa? Đó, đây như vậy tôi vừa mới. Để ta thêm một chút về sâu nhé, thì cái này có thể có không nói trên lớp cũng được, nhưng mà theo tôi thì học sinh cũng nên biết. Nhưng mà S thì tôi viết là chỉ về sâu thì có nhiều cách viết để học này. Thế là có thể viết là Hà Nội như này, là hay là dấu một dấu nháy kép, dấu dấu nháy kép đúng không, có thể viết là dấu nháy đơn Hà Nội như này, ra máy tính là mấy đơn nhé, hoặc có thể là ba nháy kép. Đấy, hoàn toàn đừng nhé, Hà Nội ba nháy kép hoặc là ba nháy đơn. À, như vậy là đấy là phần làm. Khi chúng ta tạo ra một sâu thì chúng ta được phép là dùng một trong bốn cái kiểu chúng ta tạo ra thì có cái sâu. Chưa? Hay là nó rất ngay từ đầu các bạn thấy là Python là một lập trình mà thoáng, nó mở hơn rất nhiều lần, nó không chặt chẽ, không quá cứng chặt chẽ như là Pascal và C, cho nên nó rất là thoáng. Và nói chung là khi bất cứ người nào mà học Python mà học theo kiểu như tôi nói này thì rất dễ hiểu. Chính cái môi trường tương tác cái này là môi trường giúp chúng ta là dễ hiểu, rất là dễ hiểu luôn, học sinh cũng dễ học luôn. Cái điều này điểm rất là khác nhé. Các bạn thấy không, nhân linh là toàn bộ chúng ta không cần lập trình gì cả, chúng ta cũng dạy cho học sinh là bình thường, học sinh là hiểu hết, không không có cái gì cả. Đang chú ý nhé. Được rồi, như vậy là tôi vừa mới trình bày xong cái phần gọi là cái phần phần một nửa phần đầu tiên nhé. Bây giờ tôi nói sang cái phần tiếp theo là tôi nói sang cái các lệnh vào ra, là vào ra dữ liệu, lệnh in ra dữ liệu, lệnh dữ liệu ra, lệnh print thì đơn giản. Cái này tôi nói rồi, các bạn tự học tự tìm lấy, nó rất đơn giản. Bây giờ nói sang cái lệnh tiếp theo là cái lệnh là ngược trở lại là lệnh input, nhập dữ liệu từ bàn phím. Thì trước khi nói mà lệnh dữ liệu nhập dữ liệu từ bàn phím thì chúng ta sẽ phải nói thêm một vài lệnh khác nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ mô tả một số cái nào các cái hàm có sẵn của Python. Các hàm có sẵn, cái này thì các bạn cứ theo sách giáo khoa mà nói nhé, nhưng mà tôi sẽ nói thêm để tôi nói để cho chúng ta hình dung là trong Python có rất nhiều các hàm có sẵn. Thì bản thân cái chữ in này là tên của dữ liệu là số nguyên, rồi là float là tên của dữ liệu là số thực,
rồi là SQL là tên kiểu dữ liệu sâu. Bản thân cái từ in, float và SQL là những cái hàm mặc định, hàm có sẵn của Python. Bản thân print làm cái hàm như vậy thì hàm in là gì? Hàm in là cái hàm dùng để chuyển đổi các số từ số thực sang số nguyên và từ sâu sang số nguyên. Vậy là in là hàm có sẵn, là cái hàm mà chuyển đổi số, chuyển đổi từ số thực sang nguyên và từ sâu sang nguyên. Ví dụ đây tôi chuyển đổi cái số là 12.89, đầu vào của nó là một số thực thì hàm in nó trả lại giá trị là số nguyên. Thì biết lại là ví dụ như x gì nhé, x gì bằng 12.89, đây là một số thực. Tôi viết n bằng in x gì, thì hàm in này là hàm là đôi số của nó là x gì và nó trả giá trị là gắn vào n. Khi tôi enter ở đây thì n chính là số 12. Vậy hàm in là hàm là chuyển đổi, hàm chuyển đổi từ số nguyên hoặc từ sâu. Thì tôi viết đây, tôi viết là in của sâu là 134 chẳng 234 chẳng hạn. Cái sâu mà nội dung của nó là số nguyên thì nó trả lại hàm in, nó trả lại giá trị đây là hàm là từ. Hay là như vậy hàm in là cái hàm có sẵn ở trong Python. Hàm thứ hai là hàm float, là hàm đổi từ số nguyên sang số thực và từ sâu sang số thực. Ở đây đổi số là 12.89, đây là cái sâu, là cái sâu mà chứa cái số 12.89 thì dùng lại hàm float này nó sẽ đổi sang 12.89. Còn float mà đầu vào của nó là một số nguyên là 123 chẳng hạn, hay trả về là 123.0. Chúng ta đây là hàm float là cái hàm như vậy nhé. Như vậy ngay từ đầu là chúng ta đã làm quen với học sinh về cái hàm. Như vậy là về mặt nào đó thì chúng ta có thể nói cho học sinh biết ngay đây là những cái hàm thật, là những hàm có sẵn, hàm mặc định của Python. Còn str là ngược lại, là str là cái hàm ngược lại đổi từ số sang sâu. Đây tôi đổi bên trong, tôi đổi một số nguyên chẳng hạn như là 34 chẳng hạn, thì đổi sang là cái sâu chứa số 34. str mà là một cái số chẳng hạn 45 chấm như này thì nó đổi sang cái câu cái số đó. Vậy là cái hàm str là cái hàm như vậy. Như vậy là hàm in này, hàm chuyển đổi dữ liệu này, hàm float này là hàm dữ liệu thứ hai, và cái hàm str là cái hàm rất đơn giản, dữ liệu thứ ba. In là chuyển đổi từ các cái kiểu dữ liệu khác sang số nguyên, float chuyển đổi từ in và str sang 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 float, hàm str chuyển đổi từ số số nguyên và số thực sang sang sâu. Thì dù có hai cái này rồi chúng ta sẽ học được hàm input nhé. Đây input là cái hàm có ý nghĩa như sau. Input là cái hàm nhập từ bàn phím một giá trị, thì là cái hàm là đương nhiên là một cái hàm nói thêm một chút nhé, ở trong Python thì không có khái niệm là lệnh riêng và hàm riêng, tất cả các lệnh đều là hàm. Đấy, đều là hàm cả, cho nên là không có những cái lệnh. Nếu mà lệnh riêng thì chỉ có lệnh mấy cái lệnh mà có lệnh, nó một lệnh thì là mấy cái lệnh của từ khóa, lệnh if, lệnh for, lệnh while là cái lệnh. Còn tất cả những cái này là input thì nó gọi lệnh cũng được mà nó gọi là hàm. Cái print nó lệnh cũng được mà nó gọi là hàm. Như vậy input là cái gì? Input là cái hàm như sau. Hàm của nó là có cái tham số, có cái đối số, là một cái số ký tự bất kỳ. Yeah. Nhập tên bạn. Cái sâu ở trong kia là đối số của cái hàm input này. Khi chúng ta chạy hàm input thì nó sẽ hiện ra trên màn hình. Và cạnh đó là con trỏ nhập. Chúng ta gõ dữ liệu và ấn enter thì nó sẽ trả về cái hàm input này. Input luôn trả về giá trị là một sâu, mặc dù chúng ta có thể nhập số. Đây enter, chúng ta nhập là hà chẳng hạn, enter trả lại giá trị là hà này. Đấy, đây là cái hàm input nó trả lại nhé. Sau khi tôi nhập là một số nhé, input này, nhập một số chẳng hạn đây. Nhập một số, nhấn enter này. Đấy, thì là input nhé. Đấy, nhập một số tôi nhập là 67, enter nó không phải trả lại 67 mà trả lại giá trị là sâu 67. À, cho nên là lệnh input là lệnh mà luôn là nhập từ bàn phím và luôn từ nhập giá trị nhập từ bàn phím mà luôn nhập trả lại giá trị là một sâu. Đó, chúng ta chú ý nhé.
Đây là sự khác biệt giữa Python và Pascal. Chúng ta không cần nhắc lại cho học sinh biết mà chúng ta nên biết. Với Pascal và C thì ngay từ bài đầu tiên đã nhập được, máy tính đã hiểu và nhập, đã phân biệt được nhập sâu là gì, nhập số là gì, phân biệt được ngay. Còn Python thì không, Python luôn nhập vào luôn là sâu hết. Như vậy, vậy tôi muốn nhập một số tôi phải làm gì? Đó, thì tôi là phải dùng lại những cái hàm 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 in này, hay dùng lại cái hàm in và hàm float để tôi nhập. Ví dụ tôi muốn nhập một số nguyên làm như sau. Đây. Viết là n bằng bằng đây. Nhé, n bằng input và bằng in này. Nó là input. Nhập một số nguyên. Ta phải để hai hàm lồng nhau. Hàm bên trong là cái hàm input để nhập dữ liệu từ bàn phím, nhập một số nguyên. Nhưng vì nó là trả lại là một sâu, chúng ta phải dùng cái hàm in nữa ở bên ngoài. Đấy, như vậy để thật đây là hai hàm lồng nhau. Từ đó đây là cái lệnh mà sẽ dạy cho học sinh ngay từ cái bài bài số 2, là cái bài liên quan đến cái lệnh vào ra dữ liệu. Ta chú ý nhé. Cái này thì mới đầu thì học sinh có thể nó hơi hơi khó một chút, nhưng chúng ta cho học sinh làm quen, làm võ thật nhiều lệnh nó sẽ quen ngay, không có gì là khó cả. Đấy nhé, để tôi enter này. Enter máy sẽ hiện ra cái dòng chữ là nhập một số nguyên, bảo tôi gõ số nguyên đó viết 78 nhưng enter máy trả lại chị là đầu tiên là nhập số nguyên, tập số nguyên tổng có 78, thì máy trả lại giá trị là input là sâu 78. Sau đó là máy dùng ngay cái hàm in này để chuyển đổi luôn và sẽ trả về giá trị là số n, và n của chúng ta bây giờ n đây 78 luôn. Đây chính là cái lệnh mà nhập dữ liệu từ bàn phím, nhập một số nguyên chưa. Đấy. Đấy, khác một chút. Còn nếu chúng ta nhập một cái số thực thì làm khác đi. X thì bằng load input nhập số thực. Đây là cái lệnh là nhập một số thực. Như vậy là nó thực số enter nó gọi một số bất kỳ tự nhiên 78.99 chẳng hạn, thì nó trả về ngay là chỉ ngày nay ngay là 78.99, được chưa? Do đó cho nên là ở cái phần vào ra dữ liệu thì riêng cái phần nhập dữ liệu từ bàn phím ấy với số thì nó hơi phức tạp so với chúng ta nhập dữ liệu từ bằng bằng Pascal và C. Thì cái này các bạn cần chú ý một chút và chúng ta làm như đúng là được thôi, không có gì cả. Chúng ta nên thử nghiệm làm một lần, hai lần, ba lần là được, không có gì nhé. Được chưa? Thì bây giờ tới đây là tôi có thể, bây giờ tôi sẽ viết cái chương trình này rồi. Đáng nhẽ ra là không viết chương trình đâu, để cuối của cái bài hôm nữa. Mà đây là tôi đang muốn trình bày theo đúng cái chương trình của sách giáo khoa. Thì trong sách giáo khoa là gì? Là có ngay những tiết thực hành và ngay từ cái bài đầu tiên, mặc dù đơn giản, đã có ngay chương trình lập trình rồi. Xin tôi sẽ mô tả luôn. Bây giờ chúng ta sẽ là làm cái bài tập đơn giản sau đây nhé. Bài tập như sau này. Bài tập 1 là nhập từ bàn phím tên của bạn và thông báo ra là chào bạn trên màn hình. Cái đó chúng ta có thể làm ngay ở trên trên màn hình tương tác. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ làm trên cái phần mềm lập trình. Tôi làm thử luôn nhé. Mình làm tương tác này. Đây, tôi viết là name bằng input nhập tên bạn. Đây, nhất là đây. Enter. Gõ là cách thứ hai là pin. Xin chào. Name. Hai đây thì máy chạy là xin chào ha. Như vậy đây là cái nhé, tôi gõ tôi thực hiện hai lệnh trên màn hình. Đây lệnh một đây, chạy lệnh chạy lệnh một đây, lệnh hai đây là print xin chào name và kết quả ra đây, ra màn hình đây, được chưa? Như vậy nếu mà hai cái này mà tôi ghép thành một chương trình thì máy chạy từ lệnh một, rất đơn giản, được chưa? Bây giờ tôi lập trình luôn nhé. Bây giờ thế là tôi sẽ lập trình ngay trên màn hình này trước. Bây giờ tôi sẽ lập trình hai kiểu. Kiểu thứ nhất là lập trình ngay trên cái phần mềm Python lõi, là cái mà cả hai sách giáo khoa đều mô tả là cho học sinh làm trên đó.
thì sách giáo khoa thì lại theo đồng thẩm định thì họ lại không muốn đưa vào là các phần mềm lập trình bên ngoài và muốn làm ngay đây. Giả thử nhé, đây tôi sẽ bấm vào file và vào new file để tạo ra một cái file mới tinh, được chưa? Đây chính là file soạn thảo lập trình đây, và tôi sẽ soạn thảo ở đây là gồm có hai lệnh, chương trình sẽ gồm có hai lệnh. Đây hơi to quá, tôi không chịu rồi. Đây nhé, tôi cho nó nhỏ gọn lại để dễ dễ nhìn thôi. Đây này, đấy ngắn lên nhé. Đây lệnh thứ nhất này, name bằng input gọi là bình thường. Văn bản nó giống như là văn bản này, trong ở trong tour Pascal nó chả khác gì cả đúng không? Nháy này, nhập bình bạn hai chấm. Dòng thứ hai là print in. Đây các bạn chú ý một chút nhé. Nhưng mà đây là bên chương trình gồm 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 có hai lệnh, được chưa? Hai lệnh. Nếu mà gồm mở cho tôi mà tôi quyết định ý, thì tôi sẽ đề nghị là cái lệnh cái chương trình này không cần dạy ngay, phải đến bài sau này mới dạy cho học sinh, và học sinh vẫn hiểu. Nhưng mà sẽ khoa yêu cầu như vậy thì ta lập trình thôi nhé. Thế đây là một chương trình gồm gồm có hai lệnh. Hai lệnh này chạy gì là giống như là trên màn hình đây, chạy hai lệnh như dưới này đây nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta chú ý một chút nhất, cái lệnh input ý, thì sau khi cái lệnh là nhập tên mạng thì chúng ta có một dấu cách ở đây để cho nó dễ nhìn. Vì sao như vậy? Bởi vì là sau cái dấu sau cái tự ở trong lệnh input thì con trỏ nằm ngay ở bên phải, thì chúng ta thường điểm dấu cách cho đẹp. Đây, đẹp. Còn cái lệnh print thì chúng ta không cần dấu cách nữa, vì là hai cái đối số này, xin chào và name, thì máy tự động chèn vào giữa một dấu cách, cho nên là không mới nữa, không không cần mấy dấu cách ở giữa. Đó, bây giờ tôi muốn chạy nó thì sau khi mà gõ gõ rồi, tôi sẽ phải ghi lại thành 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 ra một cái tên file, sau đó chạy và tôi ghi lại, bấm file save nhé, ghi lại đây, save CVS này. Tôi sẽ ghi vào thư mục của chúng ta nhé, tôi ghi vào cái thư mục của lớp chúng ta. Lớp chúng ta là cái file cấp tốc đây rồi. Mà tôi vào cái project, tôi ghi cái vị là tôi ghi tạo cái chương trình là tin giả nhé. Ông máy tạo ra cái file có đuôi là xin chào.py nhé. Như vậy là phải ghi lại là tên file thì bây giờ mới được chạy. Chạy chúng ta bấm run và chạy F5 chạy đúng vào đây. Khi chạy thì máy sẽ cái màn hình mà chạy nó hiện ra trong màn hình tương tác, bấm vào đây nó sẽ mở ra đây tương tác ở đây và chúng ta sẽ chạy ngay trên màn hình tương tác này. Tôi nhập là Hà thì máy hai là xin chào Hà, được chưa? Như vậy đây là cái phần mà kết quả của chương trình, của cái chương trình này. Vậy là cái chương trình mà được viết thẳng trên cái môi trường lập trình tương tác thì kết quả của nó hiện ngay trên cái giao diện tương tác. Thế đây là cái mà sách giáo khoa mô tả đúng như này. Thì các bạn có thể dạy như này được, hoặc các bạn có thể dạy trong môi trường lập trình khác cũng được. Đây 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 là cách mà tôi mô tả, chúng ta sẽ lập trình một cái bài mà trong dùng sử dụng cái môi trường tương tác của Python để chúng ta lập trình. Cái này hoàn toàn được. Nhưng mà theo tôi thì chúng ta có thể dạy một vài lần thôi, chúng ta nên chuyển sang cái môi trường lập trình chuyên nghiệp hay hơn. Tôi đóng lại nhá, tôi đóng lại và tôi sẽ mở cái phần lập trình ra này. Đây đóng lại và tôi xin phép được mở cái phần mềm mà tôi muốn, phần mềm Win Personal. Win Personal là chính là một phần mềm mà theo tôi là phần mềm chuyên nghiệp để mà dạy lập trình nhé. Tôi đóng lại, đây là cái bài mẫu tôi làm từ hôm trước, đóng lại nhé. Khi các bạn lập trình nó sẽ ra như thế này. Đây, thì đây là cái giao diện lập trình chúng ta sẽ mở ra nó sẽ như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lập trình trên trên giao diện này. Thì đây là cái giao đây là cái phần mềm mà Win Personal, là phần mềm mà theo tôi là rất chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp mà lập trình thuận tiện dễ dàng và có rất nhiều chức năng để mà gỡ lỗi. Nó hay, theo tôi nó hay hơn hẳn so với cái giao diện mà chúng ta thấy lúc nãy nhé. Lúc nãy là cái giao diện lập trình của cái bản Python lõi, còn đây là của một phần mềm của một công ty bên ngoài,
công ty thứ ba mà rất chuyên nghiệp mà nó lại miễn phí. Rồi tôi làm thử nhé. Bấm vào chức năng này là new hay là file new này, file new này. Bấm vào đây nhé. New, new một cái file. Đấy thì khi các bạn mà thông thường tất cả các bài lập trình đều có đánh dấu có dòng. Ở đây nhé. Nếu mà các bạn không thấy không đánh số, các bạn vào edit và các bạn vào cái chức năng đây, cái chức năng chỗ này các bạn sẽ đánh số này là hai này, về cái về sửa như này nhé, như này này, không 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 đánh dấu hoa dòng, chúng ta vào chức năng là edit, vào chức năng là đây, vào chức năng là show line number thì nó sẽ đây. Chúng ta gõ phím là Ctrl cộng trừ cộng là phóng to chữ từ lên thu nhỏ chữ lại, chúng ta mới làm một tên, chúng ta không có dễ nhìn nhé, đấy dễ nhìn. Đây là bài này nhé, name bằng cái này, name bằng input không to cho ta dễ nhìn nhé, input các bạn thiếu nhé, lại cho bạn xem nhé, đây là input này, đấy lại cho bạn xem nhé, tôi viết là in đấy, in lập tức là máy hiện ra một cái dãy các cái lệnh, đúng không nào, nhìn thấy không nào, và máy sẽ cho input. Như vậy chúng ta có thể dùng phím lên xuống để chuyển lên chuyển xuống như này. Đấy. Đây là cái chức năng, gọi là chức năng rất hay của cái phần mềm, mà thường có cái phần mềm chuyên nghiệp thôi. Chúng ta chỉ có in thôi và chúng ta kéo cái này, dùng phím lên xuống để kéo xuống, đẩy xuống cái chỗ input của vào luôn, và chúng ta không cần có hoàn toàn chữ input, gần có chữ in là máy là hiện lên ngay thôi, input đó. Như vậy đây là cái phần mềm là chính phần mềm chuyên nghiệp là như vậy, nó rất là chuyên nghiệp. Nó có chức năng là tự động điền các cái lệnh mà chúng ta gõ nửa chừng, đánh rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta mở ngoặc ra, chúng ta gõ này, tên bạn hai chấm thứ hai chúng ta có lệnh clean, xin chào nên bây giờ là chạy động được, chạy trên này nhé, trên chuyện này nhé. Thì bây giờ tôi sẽ muốn chạy thì tôi sẽ phải ghi lại từ tôi vào chức năng ở đây file, mà tôi chức năng là file save, đây file save là Ctrl S gì nhé, ghi lại tôi ghi lại vẫn vào chỗ nãy nhé, ghi lại vào thư mục của chúng ta đấy. Thì tôi này có xin chào rồi đúng không, đây tôi biết là xin chào một đây nhé, xin chào một thì chạy đó nhỉ, chạy đơn giản chúng ta sẽ bấm vào cái nút này, cái dấu này là chạy nhé, hoặc chính là cái chức năng là debug start continue là trên F5 giống nhau nhé, thì bấm vào đây này. Đấy. Thì máy sẽ ok, thì máy sẽ chạy ra đây, nhập tên bạn đây nhé, tôi nhập tên bạn là Hương enter, thì máy sẽ chào Hương, kết quả nằm phía dưới này nhé. Đấy. Như vậy cái này 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 ở phía trên là chương trình, ở phía dưới là nhìn thấy ngay cái kết quả của nó ở phía dưới, rất là thuận tiện luôn đúng không nào. Ở dưới là có các cái tab này, đây là tab chúng ta có thể quan sát có cả Python Shell này hay là phần debug.io này, là cái phần mà vào ra này chúng ta quan sát được. Như vậy là ở trên là chương trình, ở dưới kết quả là nhìn thấy ngay, nó tương đối là thuận tiện, được chưa. Đó thì đó là những cái lệnh cái gọi là các cái chương trình đầu tiên đơn giản mà chúng ta dạy cho học sinh. Nhưng mà tôi nói rồi là trong thời gian đầu tiên này thì chúng ta không sa đà vào chương trình này nhé, đây chỉ là một ví dụ thôi, còn trong suốt quá trình dạy chúng ta luôn luôn là dạy trên cái môi trường tương tác này, chúng ta chú ý được chưa. Được rồi, thì như vậy là vừa rồi là tôi đã kiểm tra một chút xem tôi nói những phần nào của cái bài 1 này nhé. Đây bài một tôi nói là một số các chương trình đầu tiên, nó nói về từ khóa, cách đặt tên biến, các hàm bin in, biến và lệnh gán, được chưa. Rồi thế bây giờ tôi sẽ các một số kiểu dữ liệu đơn giản, tôi nói rồi, tôi vừa nói rồi là kiểu dữ liệu là in là một này, float là hai và str là ba. Rồi bây giờ tôi sẽ nói sang một số lệnh nào, một số cái tính năng gọi là cao hơn một chút, trong sách giáo khoa là cũng có, hoặc là có thể vượt sách giáo khoa, không quan trọng, các bạn chú ý nhé. Thì đầu tiên tôi sẽ nói cái ý này quan trọng, một trong cái ý đầu tiên là cần phải nói ngay là Python nó có cái một cái tính năng, có cái lệnh gọi là lệnh đa gán. Chúng ta chú ý có hai cái từ, một là lệnh gán đồng thời, hai là lệnh đa gán. Lệnh gán đồng thời thì nó giống như là Pascal và C, thì tôi viết là x gì bằng y bằng z
10. Đây là lệnh là gán đồng thời số 10 này cho bác sĩ nhé. Nên cái này là bình thường thôi, chúng ta nói cho học sinh cũng được. Thì lệnh này là lệnh là bình thường, nói cho học sinh dễ hiểu ngay. Như vậy là gán đồng thời biến này, gán một giá trị cho nhiều biến cùng một lúc bằng các cái phép giống bằng như thế kia. Rồi, cái này là dễ hiểu đúng không? Cái điều thứ hai khó hơn là chúng ta sẽ gán, gọi là đa gán, gán chỉ phẩy y đa gán hai giá trị khác nhau như là 10 rồi là 14. Đây là lệnh đặc biệt, lệnh đặc biệt là gọi là đa gán đồng thời gán 10 cho x và 14 cho y. Ở phía trên, lệnh trên là gán một giá trị cho nhiều số, đây là cho nhiều biến, đây là gán nhiều giá trị cho nhiều biến cùng một lúc. X đây. Hay tôi viết là S1 phẩy phẩy S2 bằng đây. Đầu tiên là chữ Hà, đó là phẩy, thứ hai là nội. Vậy là sẽ đây là gán, là đây là đa gán chữ S1 là chữ Hà và S2 là chữ nội. Enter. Vậy S1 nó là cái này, S2 này. Lệnh đa gán là cái lệnh rất hay sử dụng mà nó dùng cho rất nhiều nơi nhiều chỗ nhé. Đấy, thì ở đây là cái mà là đây là một cái lệnh mà theo tôi rất đặc biệt, rất là hay và chúng ta nên biết, và trong sách giáo khoa cũng nói đấy, sách giáo khoa cũng nói đến cái lệnh này. Ít ra là ở trong cái cuốn sách mà tôi viết ấy, thì nó có, còn sách bên cánh diều tôi không nhớ thì nó có hay không, chắc là có. Tôi nghĩ là cái lệnh này nó quan trọng, cho nên là cuốn sách nào cũng phải có. Thì cái lệnh đa gán nó có ý hay là gì? Nó hay là chúng ta sẽ làm được cái chức năng là rất nhanh để làm được cái lệnh là hoán vị hay hai giá trị. Các thầy cô biết rồi, nói rất nhiều trong các buổi tập huấn rồi, thì tôi nói lại nhé. Bây giờ sử của chúng ta là x là 10 và y của chúng ta là 14, muốn đổi vị trí của hai kia, của hai cái giá trị này. Thì đối với Pascal và C chúng ta sẽ phải dùng ba lệnh. Có một cái biến là biến biến phụ, biến tem chẳng hạn, bằng x để gắn x vào tem, xong là sau đó là x bằng y, gắn y vào x và sau đó là y bằng tem. Như vậy là phải có ba lệnh. Như với Python thì không cần, chúng ta chỉ việc gọi x phẩy y và bằng y chỉ là xong. Đây chính là cái lệnh mà đổi giá trị của hai biến cho trước. Thì sau lệnh này thì x nó sẽ là y, y sẽ là x. Bây giờ x nó sẽ là 14 và y nó sẽ là 10. Cái này chúng ta chú ý. Cái này là có ở trong game, có trong cuốn sách, có trong cái cuốn sách kêu tri thức nhé, là có nhé. Và cái này theo tôi là rất là hay luôn, rất là hay. Và chúng ta sẽ ở đây có thể có những bài tập khác liên quan đến 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 những cái lệnh này. À, được rồi, thế bây giờ để tôi quay lại đây để kiểm tra xem. Như vậy tất cả cái này tôi đã biết hết rồi, chúng ta dạy xong hết cái bài một này rồi nhé. Đấy. Bây giờ tôi nói sang như vậy là những cái em mà những cái hàm mà chúng ta đã biết rồi là cái hàm gì, là cái hàm là cái hàm in là một này, hàm in là chúng ta biết rồi nhé, hàm hàm float này, hàm float này, hàm str này, hàm in và hàm input. Đây là những hàm mà chúng ta có sẵn. Ngoài ra thì Python cho phép chúng ta có rất nhiều cái hàm khác, thì đây tôi xin mô tả thêm một số hàm nữa. Những phần mà tôi nói ngay bây giờ, từ giờ trở đi, từ giờ cho đến cuối hôm nay ấy, là những phần nằm ngoài chương trình. Cái phần tôi nói đầu đến giờ là những phần mà nằm trong chương trình và chúng ta chú ý là sẽ dạy cho học sinh trong một hai ba bài đầu tiên đấy nhé. Còn từ nay, từ giờ cho đến kết thúc của hôm nay, tôi sẽ nói ra những phần mà nằm ngoài chương trình một chút nhé. Thì chúng ta có cái hôm nào tôi cố gắng là nó đúng cái phần chương trình mà tôi nói, đây là phần chương trình, sau đó tôi sẽ nói cái phần gọi là nằm ngoài chương trình để chúng ta có cái tầm cao hơn một chút nhé. Rồi, thế bây giờ những cái nằm ngoài chương trình gồm có những cái gì, và khi nói phần này tôi sẽ áp dụng để chúng ta sẽ giải một số bài tập gọi là hơi hơi nâng cao một chút nhé. Thì như thế này đây, em đầu tiên một cái bài tập mà tôi muốn nói luôn là bây giờ cho trước một cái giá trị là SS là cái số giây. Bây giờ đầu bài cần in ra là cái số giây này, tính ra là nó sẽ là bao nhiêu giây và bao nhiêu phút. Được chưa? Tính ra cái số phút và giây cái SS này.
đây là một bài tập nhỏ nhé. Thì làm như thế nào? Thì đơn giản như sau này, đơn giản là như này nhé. Thế thì tôi gọi số phút đó là, tôi gọi số phút đó là M, M là số giây là S gì? Như vậy là cho chiếc S là cái số giây cần phải đổi ra thành là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây? Tính của tính M và tính S gì? Được chưa? Thế MS nó là như nào? Tính được ngay thôi nhé. M nó chính là gì? M nó chính là SS và chia cho gì? Nguyên cho gì? 60. Đúng không nào? Vậy là em đây là cái số phút của cái cho chữ SS là số giây. À tôi chưa gắn S nha, mình tôi gắn mình trước là tôi cho trước là 245 nhé. 245 giây. Thì M sẽ bằng là SS nguyên cho 60. Đấy, 60. Được chưa? Thì M đây, M nó sẽ là 4 phút, 245 là 4 phút. Còn số lẻ là bao nhiêu? Số lẻ chính là cái phần số dư của SS chia cho 60. Như vậy là số dư, số lẻ là S gì đây, số dư này chính là bằng gì? Chính là bằng SS mà đây phần dư cho 60. 60. S nó tính gì? Nó tính là 5 giây. Như vậy là 245 giây chính là bằng là 4 phút và 5 giây. Được chưa? Và bây giờ tôi có thể viết lại như sau. Như vậy đầu vào là đầu vào input là SS, đầu ra là M và S, và tôi mô tả trên một hàng ngang, nhưng tôi viết như này. Tôi viết như này, tôi viết là print print đúng không? SS phẩy giây bằng 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 SD này bằng này mà M phẩy phẩy đó là S S phẩy giây. Đây là kết quả ra nhé. SSD là 245 giây là bằng là M chỉ là 4 phút và SSD 5 giây. Enter thì thông báo ra là gì? Là 245 giây chỉ là bằng là 4 phút 5 giây. Thấy không nào? Như vậy đây chính là cái lời giải đấy. 245 giây chỉ là bằng là 4 phút 5 giây. Được chưa? Bây giờ chúng ta mà bây giờ tôi sẽ làm bài số 2 nhé. À, cái bài số 2 là bài như này. Cho trước là cho trước SS, bài số 2 là cho trước SS. Bây giờ cần phải tính ra. Tính ra này không phải chỉ phút giây mà là cả giờ nữa. Tính ra là bao nhiêu giờ? Tính ra là cái là giờ này, rồi là phút này, rồi là giây. Sao mà tính được cái đó? Thì nó phức tạp hơn cái này, nó phức tạp hơn đấy. Thì các bạn chú ý nhá. Thì làm thế nào? Thì bây giờ như này nhé. Một phút thì bằng là bằng 60 giây, còn một giờ thì bao nhiêu? Một giờ sẽ bằng là 3.600 giây. Như vậy chúng ta sẽ phải đổi cái s này ra cái giây giờ hờ như sau nhé. H là bằng gì? Bằng với lại s bằng là 2451 to hơn 2451 giây nhé. Cho trước S là 2451 giây. Vì tôi đổi sang giờ, phút và giây. Tôi đổi sang giờ trước nhé. H bằng này. H bằng là SS. H bằng SS và chia cho 3600. Đầu Là một giờ thì bằng 3600 giây mà. Cho nên phép kia là sẽ là cái này nhé. Cái này. 3600. Thì khi tính này ra thì H nó chính là cái số giờ. Bây giờ muốn tính số phút thì làm thế nào? Đấy. Muốn tính số phút thì chúng ta sẽ phải tính số dư của SS chia cho 3600. Số dư đó tôi sẽ ký hiệu là SS1 sẽ bằng, nó sẽ bằng là SS mà chia cho 3 3 3600. Đây là dư của nó nhé. Cái phần là phần thương của SS cho 3600 thì nó chính là H chính là số giờ. Cái phần dư ra là cái phần số giây còn lại. Còn lại là S1 này. Bây giờ tôi sẽ chuyển tiếp ra tính là phút và giây nhé. Như vậy là M sẽ bằng là SS1 chia cho 60. 60 và phút và giây. Giây sẽ bằng là SS1 chia cho
Lỗi, tôi bị nhầm ở đây rồi nha. Thế lại cái này 60 chứ không phải là đúng không nào? Và dây thì sẽ bằng là SS1 thu dư à. Lại viết sai nhé, các bạn thấy nhé, để tài sai sửa ngay trên màn hình thôi. 60 nhé, 60 chứ mà 6. M là SS1 trên 60, còn là số dây còn lại sẽ là bằng bằng SS1 và chia 60 như này. Lấy thứ tư. Bây giờ là H, bao nhiêu H chính là số giờ này. 3 sẽ bằng 0 nhỉ? H của tôi đây cơ mà. 3.600. À đúng rồi, nó chưa đủ. Chưa đủ thành một phút. Chưa đủ thành 1 giờ, đây là thành thành 0 giờ đúng không? 0 giờ bao nhiêu phút? 40 phút và S thì là 1 giây, được chưa? Đúng không nhỉ? Đấy, bây giờ tôi sẽ tổng cái bài này, tôi sẽ viết thành một chương trình nhé. Chương trình thì là nhập từ bàn phím một cái số giây mà ta sẽ đổi sang là giờ, phút và giây. Đầu vào là một là số giây và đầu ra là giờ, phút và giây nhé. Tôi viết một chương trình ngắn để các bạn hình dung nên tôi mới làm ở trên này nhé. Đó, viết lại như này nhé. Bây giờ tôi sẽ new một cái file số 2 là cái tiệp số 2 mà tôi sẽ bài này sẽ là bài đổi giờ. Đổi phút thành giờ, phút giây. Thì để tôi mô tả bằng bài toán đó, tôi sẽ dùng cái em cái lệnh mà gọi là comment hay là chú thích, thì là cái này, comment đây. Đúng không? Bài toán là đổi giờ, đổi thời gian giây và sang là giờ. Nhưng xong tôi sẽ viết là ls vào bàn phím là cùng với lại là in in này, input này, nhập số giây gốc nhiều 2 lần như vậy nhé. 2 lần mà đóng đóng hoặc 2 lần thì bên trong là cái lệnh input bình thường, nhưng mà máy tính sẽ hiểu đó là một sâu dùng cái hàm in ở bên ngoài để đổi sang 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 số nguyên, chưa? Đấy. Yeah. Và bây giờ tôi sẽ làm nhé. Đầu tiên là h bằng ss mà chia cho 3.690. Số dây thừa ra là ss1 là bằng ss và lấy số dư của 3.600. Sau đó là phút bằng là SS1 chia cho 60. Còn đây là S bằng SS1 lấy số dư của 60. Bây giờ tôi in ra. In. Đây. Lưu nhé. In là SS là số dây gốc này. SS này. Dây. Đấy. Dây. Công bằng. Sau này h phẩy giờ giờ phẩy là m phẩy sau chữ giờ phải đóng nháy lại là m, sau đó là phẩy sau mở nháy là phút. Sau đó là s phẩy giây. Cái bài hơi phức tạp đúng Thì không? Bài còn có là có 7 lệnh tất cả, 7 lệnh. Bác nhìn rõ không nhỉ? Đây là những bài mà có thể là cho học sinh làm ngay, cho học sinh làm về nhà hoặc làm trên lớp cũng được. Mà ngay những cái bài đầu tiên, bài mà bài 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 quanh quanh cái bài đầu tiên hay bài số 2 nhé. Chạy thử nhá. Chạy thử tôi sẽ phải đi lại với cái bài là đổi giờ. Đổi giờ. Mà chạy thử chọn đúng hay sai nhé. Đây tôi chạy thử với ngay nhé. Đây tôi nhập vào này. Tôi nhập vào cái số dư là 3.600. Nó sẽ phải ra là 1 giờ và 0 phút 0 giây. Nó ra là 1 3.600 giây thì bằng là 1 giờ 0 phút 0 giây.
Vậy đáp án là có phải chính xác. Chạy lại lần nữa này, bấm lại chạy lại lần nữa nhé. Chạy nhiều lần được đúng không? Chạy ví dụ như là 5.432 là nó ra là 1 giờ 30 phút 32 giây. Vậy là chính xác được chưa? Thì bài này tôi sẽ là đây mình cho thêm các bạn là ở trong Python nó có một cái hàm rất là hay. Cái hàm này nó viết là deep mode. Deep mode. Này là cái hàm như sau. Cái hàm này là cái hàm mà nó đồng thời lấy deep và lấy mode của hai số. Đây. Ví dụ như là 12, nó có hai số như này 2,5. Nó sẽ đồng thời trả lại giá trị là hai số. Là deep 12 là vừa deep và là vừa mode. Đây tôi viết lại anh em về deep mode. Đấy là 3. 23,15 đi. Thế còn lại gì? 23 mà chia nguyên cho 15 thì nó ra là 1. Thấy con nào? Và 23 là 1 5 là phép chia lấy số dư thì là 8. Đấy. Thì cái hàm này là hàm mà một cái hàm mà các bạn thấy lạ không? Nhưng mà nó dùng chính cái chữ deep và mode. Cái từ deep là cái từ cho nó quen rồi cho Pascal rồi, còn mode làm cái từ mode chúng ta biết rồi. Ở trong Python thì nó không dùng từ deep mode, nó dùng là ở trong Python thì deep là chỉ là cái này. Đúng không? Mode thì nó là cái này. Hai hai cái hiệu của hai cái hàm của hai cái phép chia nguyên và lấy số dư. Nhưng cái hàm này nó là dùng là deep mode, mà cái hàm này là hàm mà nó trả lại ngay giá trị là hai số luôn. Thì những cái hàm này chúng ta có thể, chúng ta không dạy cho học sinh đâu, nhưng mà có thể cho học sinh giỏi thì học sinh có thể biết được. Thì bây giờ dùng cái hàm này này, chúng ta có thể làm lại cái bài kia, nó rất đơn giản. Đơn giản. Bây giờ làm thử các bạn xem nhé. Bây giờ tôi quay lại cái hàm kia nhé. Bây giờ tôi lại chương trình luôn này. Tôi sẽ sửa cái chương trình này và tôi sẽ viết lại cái hàm này nhé. Đây là bài đổi giờ. Bây giờ tôi sẽ save as sang một cái bài khác để giữ lại cái bài lúc nãy nhé. Save as. Tôi dùng cái từ file đổi giờ một nhé. Vậy là đổi giờ hai đi. Đổi giờ hai. Để tôi sửa lại bài này. Bài này tôi tính này là tôi tính như này là hơi bị dài. Bây giờ tôi sẽ làm nhanh này nhé. Nhìn sang như sau này, chúng ta dùng hàm deep mode rất nhanh, các bạn chú ý nhé. Như vậy là hh là lấy thương nguyên, ss1 là lấy số dư, với m và s thì m chính là lấy thương nguyên và s là lấy gì, lấy số dư. Bây giờ tôi gộp lại hai mũi này chỉ còn hai lệnh thôi là như sau này, các bạn chú ý nhìn nhé. Tôi biết là h phẩy ss1 bằng, đây tôi sửa lại cái này là diff mode, làm mới cho chúng ta nhé. Diff mode nhé, mở một ra là ss phải. Như vậy là gì, là cái diff là cái thương của ss chia cho 3% trả lại chị là h. Đấy. Còn là số dư trả lại chị là ss1 đây. À, như vậy là một lệnh này là chính bằng là hai lệnh luôn ở lúc nãy luôn nhé. Mà lệnh này là lệnh tôi bỏ đi, lệnh thứ hai này là lệnh này là tôi không cần nữa, lệnh tôi bỏ đi nhé. Và tôi viết lại như sau là m này phẩy s bằng là diff mode ss 80. Như vậy cái bài này tôi lại bằng cái mới bằng lệnh đứt mua mà chỉ dùng có đúng rồi, vụ 5 lệnh thôi. Như vậy là ở cái bài trước thì Ok tôi mở lại cái bài đổi giờ nhé, là đổi giờ cũ nhé, chúng ta phải dùng từ này lệnh nhé. Đây, từ này lệnh 1 2 3 4 là cái bài cũ. Bài mới đây, bài mới tôi chỉ dùng hai lệnh thôi. Mà tôi dùng cái hàm deep mode, mà deep mode là một cái hàm mới. Đấy, mà tôi vừa nói các bạn này. Cái hàm mới là cái hàm nằm trong cái nhóm những cái hàm là hàm mặc định của Python. Thì trong Python có rất nhiều những cái hàm như vậy nhé. Tôi chạy thử cho đúng nhé. Vậy tôi chạy thử nhé. Đấy. Tôi gọi là 3600 phải, nó phải ra là 1 giờ 0 phút 0 giây. Tôi dịch lại nhé. Tôi viết là 3600 ra là 1 giờ 1 phút và 1 giây. Nó ra là 1 giờ 1 phút, chính xác cái định này.
Nhưng mà cái hàm DeepMode là cái hàm mới đúng không nào? DeepMode là cái hàm mới. Là cái hàm này, hay cái hàm này là nó trả lại là hai giá trị. Đây, hàm DeepMode đây, nó trả lại là hai giá trị. Đó, thì ở trong Python có rất nhiều những cái hàm như vậy. Ví dụ những cái hàm min này, min của nhiều số thì hàm min của gì là 1, 3, trừ 1 thì nó trả lại giá trị là 1. Thế hàm max của 2, 0, 10, 4 giá trị là số 10, hàm min hàm max. Như vậy là hàm min này, hàm min này, hàm max này, hàm là deep mode này, là những cái hàm mà nó hàm mặc định của Python. Đây là hàm mặc định của Python. Thì trong Python có rất nhiều hàm mặc định chúng ta có thể dùng nó. Bây giờ nó luôn mà chúng ta có thể dùng cái lệnh để chúng ta chỉ ra liệt kê ra tất cả những cái hàm mặc định, dùng cái hàm dir dir in. Là cái hàm, đây là cái lệnh mà build in hơi khó chút nhé. Cái này, những cái này là cái mà đối với chúng ta mới chúng ta hơi khó lắm ấy, nhưng mà thôi được, theo tôi chúng ta cũng phải chịu khó rồi, chẳng cái nào khác cả. Theo tôi thì khi các bạn mà học ở đây này, theo mà học ở đây thì các bạn, theo tôi thì mỗi ngày ngoài cái giờ, tức là một tuần 3 buổi, các bạn nghe tôi trình bày đấy nhé, thì mỗi ngày các bạn nên dành ra khoảng 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi, các bạn bật máy tính lên và các bạn làm lại cái bài mà tôi làm đây, hoặc các bạn tự mày mò chúng ta gõ những lệnh ở trên màn hình ấy. Đấy, chúng ta làm thì nó sẽ ra rất nhanh. Tất cả chúng ta đều làm trên môi trường tương tác này nhé. Vì tôi enter này ra, chúng ta trên chúng ta quên đi, và chúng ta cần nhớ từ đây từ ABC này. Như vậy cái chỗ này này, đây này, đây chính là những cái hàm có sẵn đấy. Đây là những hàm có sẵn của Python thì nó rất là nhiều, nhưng mà chúng ta có thể biết một vài hàm này đấy, hàm có sẵn của Python. Đây tôi có mô tả, mô tả những cái hàm có sẵn đây. Đây là những cái hàm, là kia những cái hàm có sẵn của Python, nó rất là nhiều đấy, nhưng mà chúng ta không cần biết hết đâu, chúng ta chỉ biết một vài hàm cơ bản. Nhưng mà tất nhiên nếu bạn nào mà tìm hiểu sâu hơn nữa mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết hết được cả nó thì là tuyệt vời. Nếu ai mà giáo viên nào mà nhìn vào cái bảng có sẵn này, cái hàm mà có sẵn của Python mà chúng ta hiểu hết được tất cả các lệnh, các cái hàm này, thì chúng ta thành một chuyên gia có hạn, chuyên gia có hạn của Python. Anh thì tôi cũng mà tôi cũng chỉ biết khoảng 99%, 9%. Thật ra còn vài lệnh tôi cũng chưa chưa vài lệnh tôi chưa biết rõ, mà nhưng mà tôi biết gần hết rồi. Nên là nói chung tôi biết gần hết. Đấy, thì các bạn tức là các chúng ta phải chịu khó một chút thôi nhé. Một chút thì chúng ta sẽ là ấy được. Đấy, như vậy là những cái hàm mà mặc định này, có sẵn này của Python này nhé, mà chúng ta được dùng nó. Vì ngay đầu tiên cái hàm ABS chính là cái hàm mà tính trị tuyệt đối của hàm của một số, cái hàm ABS này, hàm ABS của một số như vậy là trừ đi 23 chẳng hạn, thì nó ra là đây là hàm ba. Okay. Mà đây tai nó là chỉ là một hàm đó, nghĩa là x gì bằng 10 thì nó được tai, thì nó ra là như vậy. Là cái em tôi vừa mới trình bày xong cái nội dung của cái em xong cái nội dung của cái em bài đầu tiên, cũng là cái phần làm quen với Python. Tất cả cái phần này là tôi nói hết, và chúng ta chú ý nhé, chúng ta chú ý tất cả phần này là nó vượt quá hai bài, hai cái là nó tôi xem lại hai chủ đề ban đầu của chúng ta nhé, quay lại cái chủ đề của chúng ta này, xong hôm nay nói những chủ đề nào nè. Thực ra hôm nay vẫn nó chủ đề một thôi, hôm nay vẫn là cái phần nó về chủ đề một, là nó coi như xong. Đến buổi sau là tôi bắt đầu nói sang các cái chủ đề tiếp theo. Nhưng mà trước khi mà sang buổi hôm sau nè, thì tôi nói thêm một chút trước khi mà chúng ta sang cái buổi tiếp theo, là ngoài cái kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu in này, đối với Python in này, dữ liệu là float này, và kiểu dữ liệu str, kiểu dữ liệu nó rất quan trọng là kiểu dữ liệu là logic. Thì cái này nó rất nhanh, logic ở trong Python thì dữ liệu đó là đơn giản như sau. Đây, thì tôi viết là năm lớn hơn 2 thì nó là, đây là một cái so sánh, nó trả lại giá trị là logic, là true đây. Vậy là ví dụ tôi viết là năm nhỏ hơn 7 nó trả lại là không đúng, là false, lại năm mà lớn 7 chứ.
thì trả lại giá trị là on. Thì như vậy là cái biểu thức logic là nó trả lại giá trị là đúng và sai. Và trong trong Python thì nó có hai cái từ khóa đồng thời là giá trị luôn, giá trị của cái liệu là bool. Thế là b bằng 5 lớn hơn 2, b chính là giá trị là true. Ai lên ai kia đưa lên thì nó là kiểu hiệu là bool. Như vậy là bool là một kiểu hiệu rất là đặc thù quan trọng của Python. Và khi chúng ta làm việc với các điều kiện này, lệnh if chẳng hạn, thì là phải và làm việc với kiểu hiệu logic. Như là bool là kiểu hiệu logic. Như vậy là kiểu hiệu logic là nó chỉ có hai giá trị là true và false. Và tất cả các cái phép toán so sánh ấy, đây ở trong Python nhé, phép toán so sánh là lớn hơn này, nhỏ hơn này, lớn hơn hoặc bằng này, nhỏ hơn hoặc bằng này, so sánh bằng này, so sánh là khác này, đều là tạo ra cái giá trị là bool cả. Ngoài ra thì nó còn có hai cái phép toán là and, phép toán là or và phép toán là not. Phép toán này là phép toán mà nó có cái thứ tự thực hiện lại thấp hơn một bậc so với phép toán so sánh. Cho nên chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể viết này là mới hiểu ngay nhé. Làm như 5 3 lớn hơn 2 đến 1 n n 6 nhỏ hơn 5. Viết như này này. Thì máy sẽ tương đương với là mở ngoặc a nhỏ hơn lớn 1 và 5 nhỏ hơn 5. Vì máy luôn coi phép so sánh như này là có cái thứ tự thực hiện mạnh hơn là and or hoặc là not. Đấy. Chúng ta chú ý nhé. Vậy kiểu bool này là nó hoàn toàn giống kiểu dữ liệu là boolean của Python, thì cái em là của Pascal. Và cái dữ liệu bool này là dùng rất nhiều ở trong các cái trong ở trong ở trong, trong Python. Rồi, trước khi kết thúc tôi nói thêm một ý nữa nhưng mà cũng rất là quan trọng cho tôi, rất quan trọng chúng ta chú ý và chúng ta có thể thậm chí có thể ghi chép lại, mà tôi là rất quan trọng là với Python thì kiểu dữ liệu thực, số liệu thực ấy là kiểu dữ liệu mà nó chỉ là 64 bit thôi, tuy nhiên là cái số thực là cái số mà nó không không nó không nó không được phép quá lớn. Phần phép quá lớn nó là cái số mà có giới hạn, nhưng mà có giới hạn. Nhưng với số nguyên thì không có giới hạn. Để từ chuyện từ đó rồi tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Ví dụ đây Python cho phép tôi lấy việc lấy 45 mà tôi mũ mũ 100. Sự là cái số mà trong C ở trong Pascal và trong C không thể nào tôi mô tả được. Số cực lớn, điểm số cực lớn. Trong cái đó thì Python viết ra tính rất là nhanh, nhưng tôi biết là bây giờ tôi viết là 45 thì tôi nhân thử 1.000 ra đây nhé, mũ 1.000 nhé, 1 2 3 4. Các bạn thử tính nó có tính được không, thử nhé, enter này. Đấy, lớn. Như vậy là đây là theo tôi đây là một cái đặc thù, một tính rất rất là quan trọng, theo tôi là cái sức mạnh rất quan trọng của Python so với Pascal và C. Chỉ khi các bạn mà chú ý, khi các bạn mà trong cái chương trình mà thi học sinh giỏi từ xưa này đúng không, từ xưa cho thi giỏi thì bao giờ người ta cũng hạn chế cái số nguyên chỉ là 10 mũ 6, 10 mũ 7, 10 mũ bao nhiêu thôi, là vì một một phần là về thuật toán nó không thể làm việc với số lớn, nhưng phần khác là ở trong các ngôn ngữ lập trình C và Pascal không hỗ trợ các số nguyên lớn, chịu chết. Nhưng mà với Python thì là số nguyên là không hạn chế độ lớn, chỉ hạn chế theo bộ nhớ thôi. Bộ nhớ càng lớn ta có thể càng chứa số lớn, thì đây là một cái điều rất đặc biệt. Cho nên là ở trong Python là cho phép chúng ta có thể làm những cái test cực kỳ lớn đối với số nguyên. Anh và đây là cái mà theo tôi nó sẽ là cuộc cách mạng đấy. Sau này khi mà chúng ta sau này bìa chưa đâu khoảng vài năm nữa khi tư vấn rồi, thì chúng ta sẽ có những cái có thể cho học sinh làm cái bài tập, cho phép học sinh làm những cái thử nghiệm, những cái thuật toán mà làm với số cực lớn. Thì đây là theo tôi là một cái nghiệm rất là hay ở trong trong tương lai. Như vậy là với số nguyên thì như vậy, còn số thực thì không, thì nó sẽ hạn chế rất rất lớn luôn, nó hạn chế. Để tôi kiểm tra lại xem là cái số nguyên là nó như thế nào nhé. Đợi các bạn đợi tôi một chút, tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ. Chúng ta thêm một vài phút thôi.
tôi một chút tôi sẽ kiểm tra thêm một cái tôi biết cái file này rồi. Vâng, alo chị ạ. Và Em hỏi chị một chút về cái bạn Hà Vi chuyển từ tỉnh Hải Dương đến đúng không chị nhỉ? Từ thành phố từ huyện nào chị nhỉ? Em cập nhật trước cái dữ liệu của bạn. Vâng, em vâng vâng em ghi rồi. nghe bây giờ tôi đợi thêm một chút, tôi sẽ cho các bạn xem kia, xem kia cái số thực là như thế nào nhé. Đây thêm một chút tôi tìm ở trên máy tính một tí thôi, là tôi sẽ xin tôi sẽ tìm được cái này nhé. Giới hạn số thực là như thế nào thì đây chúng ta chú ý giới hạn số thực là như thế này. Đây bây giờ cho các bạn xem. Đây bây giờ tôi ra cái này là nó nằm ngoài, nó hơi 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 khó một chút nhé, nhưng mà tôi cho các bạn xem. Đây tôi đây thì như vậy số nguyên là cái số mà nó không hạn chế, nó không hạn chế, nhưng mà số thực thì lại là hạn chế nhé. Thì bây giờ mà tôi sẽ mô tả các bạn cái lệnh này thì nó hơi vượt quá chương trình, nhưng mà tôi cho các bạn xem một chút nhé. Cái này các bạn có thể ghi chép vào cái gì đó. Là cái gì, cái này là thật ra là nhà nhớ ở trong nó đưa hoàn toàn ra ngoài nhé, nên vì là hết, thực ra là vụ này là hết rồi, tôi đang mang thêm vài câu thôi. Là với Python ấy là nó có rất nhiều những cái nó có rất nhiều những cái rất nhiều những cái thư viện, rất nhiều thư viện, ví dụ như sys, bản thân sys là một thư viện. Nhưng mà quán triệt nhé, là trong chương trình là lớp mà trong chương trình toàn bộ lớp 10, lớp 11, lớp 12 toàn bộ phần Python thì chúng ta là về mặt lý thuyết là không dạy bất cứ một cái gì liên quan đến hàm thư viện. Đấy, nên lặn nhẹ luôn nhé. Khi mà học sinh làm tất cả các bài tập, làm tất cả các bài toán, không được phép dùng bất cứ một thư viện nào. Nếu mà học sinh mà dùng thư viện thì coi như là phạm luật, tất cả đều phải là ta phải làm từ từ zero hết, từ từ bản thân loại hết nhé. Thì được cái phần này, cái phần tất cả phần nào mà trong sách giáo khoa mà mô tả những phần thư viện đều là phần đọc thêm hết. Nên đây tôi mô tả thêm một chút kia để cho các bạn hình dung thôi. Thì cái thư viện sys là thư viện nên nó chứa một số các cái hàm, một số những cái thông tin rất là hệ thống, sys là hệ thống nhé. Được rồi, thì chẳng qua cái lệnh này là lệnh là ta đưa cái thư viện của cái thư viện sys vào bộ nhớ. Và bây giờ tôi xin phép được gõ cái lệnh này sau đây nhé. Để gõ cái lệnh là sys. Đây là chỉ là cái phần làm cái lệnh info. Đây là cái lệnh này nó sẽ trả lại giá trị là cái số thực lớn nhất mà Python nó hỗ trợ được. Và ngược lại tôi gọi cái min thì nó sẽ ra cái số thực bé nhất mà Python nó đây phần lớn thêm nhé, còn min thì nó ra cái số thực mà bé nhất mà Python nó hỗ trợ được. Vì thế là thì về viết về viết x nhé, x bằng gọi copy lại cái này nhé. Đây gọi lại cái số này, đây là cái số thực mà lớn nhất, đây lớn nhất của Python nhé. Bây giờ tôi viết là x nhân với x là cái gì nào. Các bạn thấy khi mà chúng ta mô tả một số thực mà nó quá lớn đi không nhỏ thì máy nó ra một cái chữ là in INF. INF là một cái chữ các bạn thấy màu xanh không, nó là một cái đại lượng mà Python nhận biết rằng nó là cái số lớn vô cùng. Tôi đã thêm một chút, như vậy cái INF là cái số thực lớn vô cùng và cái số thực nó chỉ như thế này thôi. Nó làm cái số là cỡ khoảng 10 mũ 308 mà nó chỉ đến thế thôi. Trong cái đó thì số nguyên là cực lớn. Được chưa? Thế thôi nhé, hôm nay chỉ nói thôi. Hôm nay chúng ta coi như hôm nay vừa bạn chúng ta hoàn thành được chỉ một bài đầu tiên thôi, nhưng mà chúng ta đã hoàn thành cái chương trình liên quan đến cả một cái chủ đề lớn. Như vậy chúng ta luôn quay lại cái chủ đề này nhé. Như vậy là toàn bộ cái phần lập trình Python nó có 6 chủ đề chính. Thì hôm nay chúng ta đã hoàn thiện xong cái chủ đề 1. Thì các bạn có hỏi gì các bạn gửi lên nhóm nhé. Tôi xin phép được đấy nhé. Dạ chào thầy Chào ạ. các bạn. Em chào Có thầy. hiểu không? Có hiểu không các bạn?
Dạ hiểu ạ. Okay, hôm nay đi, hôm nay hiểu Nhưng mà thứ nhưng hai từ phần mềm thứ thứ mấy sáu đấy? nó khó hơn nhé, chúng ta cố gắng. Dạ cho Huy ạ. Dạ hiểu rồi, thầy phải ạ. Dễ Thầy hiểu ơi, thầy có dạ. đường link cài đặt chương trình này thầy gửi lên trên nhóm được không ạ? Gì cơ? Thầy có cái đường link mà cài Python thì thầy gửi lên trên nhóm cho chúng em cài đấy. Mình tôi gửi lên nhóm rồi đấy. Các bạn xem. Thầy gửi rồi. À, từ buổi chiều nay tôi gửi cái có hai cái link, thôi tôi gửi lại cho cái link mà bản mới nhất và link Python thành tôi Windows 7. Thầy ơi, thầy gửi cho các bạn xem lại nhé, tôi gửi lên các bạn đấy nhé. Có trên nhóm em cài trên đấy được mà, có trên nhóm chị xem trên nhóm. Ở trên nhóm là có rồi đấy nhé. Thầy ơi. Ơi. Em cài cái bản win của win ID 101 á, nó giống với thầy. Nhìn cái phiên bản trước. Bản nào? Cái phiên bản về em cài trên máy nó không giống với của thầy á, cái giao diện cũng không gọi được khi mà mình gọi lệnh á, giúp in thì nó không hiện ra được phần con win mà pro, ấy. Win personal, personal. Win pro. Nhưng mà như em bạn... cài là em đang mình màu đen đúng không? Màu đen à? Màu đen. À thế này nhé, để cho chọn xem. À một số bạn là nhầm chỗ này thì nó lại luôn nhé. Bây giờ chúng ta cài rồi nhé, chúng ta sẽ vào cái thư mục của nó, vào cái thư mục mà chứa cái đây. Các bạn để tôi chỉ cho bạn xem. Các bạn vào cái thư mục mà chứa cái Python đây. Đây thư mục mà gốc mà lõi chứa cái Python nằm ở trong cái program mà Python đây này, 3.10 này. Bạn thấy nó có hai file exe cơ. Một file exe là file này. Đây này. Và file thế là một file là python.exe, một file là python.vk.exe. Thì các bạn chạy cái file python.vk.exe nhé. Cái file python là cái file này, tôi đọc lại cho xem, đọc lại này. Thì cái file python.exe là cái file này, nó ra cái mình đen. Nó ra cái này này. Đấy, thì cái này chạy được chứ không hay lắm, rất là dở. Đây là cái môi trường như là môi trường dòng lệnh như ngày của ngày xưa đấy. Cái môi trường này nó không hỗ trợ cả Unicode. Chúng ta không chạy cái này, chúng ta chạy cái file này nhá. Cái file là python.vk.exe. Các bạn đã hiểu chưa? Nhá. Chạy cái này là nó chạy bình thường. Là nó ra cái như chúng ta vừa xem đấy. Dạ thầy ơi, mai mốt học xong rồi thầy gửi cho lớp cái slide thầy chiếu okay, thầy okay, em ghi bài. Cái này gửi cho bạn ngày mai được ngay mà. Được nhé. Dạ, tại em ghi không kịp. Dạ. Đúng vậy. Thầy ơi, em cài cái bản personal đó nó bị lỗi. Bản Win chưa? Bản Win ấy. À. Thầy cho link lại cài được rồi mà. Thầy cho link trong nhóm cài được rồi đấy mọi người ạ. Cài được mà. Một số các bạn là bị là do là phần lớn là cái Win này là nó Windows 8 trở lên thôi. Windows 7 nó không hỗ trợ. Cho nên các bạn mà em là Win 7, em là Win 7 em cài được cái bản Win nhưng mà Win hạ 101 ấy. Thật biết là cái Win này là cái Win này bản đạo vậy thôi. Cái Win ngay cả Win 1.1 hoặc Win Person nó để chỉ hỗ trợ Windows 8 trở lên, Windows 7 được hỗ trợ. Cho nên các bạn mà có Windows 7 thì các bạn phải cài cái bản khác vậy. Cài cái bản Tony chẳng hạn. Cái bản Tony cũng rất tốt, không có gì đâu. Cái bản Tony nó còn nhỏ. Đây, cái bản Tony là cái bản này này. Cái bản Tony là cái bản chúng ta chỉ cũng có đấy. Đây là bản Tony cái bản này này. Các bạn vào tony.org bản Tony nó hơi kém hơn so với bản Win vì bản Tony là cái chạy lên em vẫn cài được bằng Win, bản Win em vẫn cài được nhưng mà làm nó hỗ trợ được bằng như thế chị nói đấy, nó không hỗ trợ cái phần khi mà chạy nó hỗ trợ, còn bật lên nó vẫn lên được, nhưng nói của nó là nó không hỗ trợ. Nó hỗ trợ nhà không hỗ trợ à, chạy vẫn ra kết quả. Thế à? Thế thì thôi, em mai em gửi lên nhóm để gửi cho Zalo để mọi người cùng đỡ cho em nhé, cùng giải quyết xem như thế nào nhé. Dạ thầy cho mọi người chào các bạn nhé. Ừ. Chúng ta tôi dừng ở đây nhé. Cảm ơn thầy ạ. Dạ thầy cảm ơn thầy.